kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật hán dịch sa môn thật xoa nan đà việt dịch tỷ kheo thích minh định hòa thượng tuyên hóa giảng giải phẩm thế chủ diệu nghiêm thứ nhất tiếp theo kinh văn lại nữa chủ chú thần thị hiện cung điện được mô giải thoát vào khắp tất cả thế gian giảng giải Ý nghĩa ở trên vẫn chưa nói xong, bây giờ tiếp tục nói, tức cũng là tiếp tục nói về đạo lý kinh hoa nghiêm. Đã giải thích xong tám bộ chúng trong dị sinh chúng, này tiếp tục giảng về các vị thần 19 chúng trong dị sinh chúng. Các chúng thần là một chủ chú thần, hai chủ dạ thần, ba chủ phương thần, bốn chủ không thần, năm chủ phong thần, sáu chủ hòa thần, bảy chủ thủy thần. 8 chủ hải thần, 9 chủ hà thần, 10 chủ giá thần, 11 chủ dược thần, 12 chủ lâm thần, 13 chủ sơn thần, 14 chủ địa thần, 15 chủ thành thần, 16 đạo tràng thần, 17 túc hành thần, 18 thân chúng thần, 19 chấp kim cang thần. Trong mỗi chúng thần có 10 vị thần chủ, mỗi vị thần chủ chứng đắc được một môn giải thoát nói ra một bài kệ để tán thán công đức của Phật. Tổng cộng có 190 môn giải thoát, có 190 bài kệ. Nếu ai hiểu rõ một môn giải thoát hoặc minh bạch một bài kệ, thì có hy vọng giải thoát, có khả năng thành tựu. Mong những người tu đạo tinh tấn tụng kinh hoa nghiêm, lại kinh hoa nghiêm, in kinh hoa nghiêm, biên chép kinh hoa nghiêm, truyền bá kinh hoa nghiêm thì chắc chắn công đức và sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Chư Phật Bồ Tát nhất định sẽ gia bị cho bạn, khiến cho bạn khai mở đại trí huệ trong căn lành lớn. Người mới nghe kinh hoàng nghiêm cảm thấy kinh văn của kinh Hoa nghiêm rất phức tạp, tựa như nói chẳng bao giờ hết. Đúng vậy, đạo lý kinh Hoa nghiêm nói chẳng hết, trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Chỉ cần bạn thành tâm nghe kinh nghe Pháp, thì lâu dần từ từ tự nhiên sẽ hiểu nghĩa kinh lĩnh ngộ nghĩa lý huyền diệu thâm áo vô cùng. Có người đọc kinh Hoa Nghiêm đến lần thứ tư mới hiểu ý nghĩa vi diệu của nó, tụng kinh càng nhiều thì được ích càng sâu, tụng một lần thì có lợi ích một lần. Vì thị hiện cung điện chủ chú thần, chủ chú thần là thần quản lý ban ngày, tức cũng là quản lý tất cả công và tội, những gì chúng sinh làm đều ghi nhớ hết nhưng không cần dùng bút ghi chép vào vở. Sự ghi nhớ của thần rất là đặc thù, còn diệu hơn so với máy vi tính, càng diệu hơn so với máy tính. Các vị đó đều ghi nhớ hết tất cả sự việc của thế gian. Khi muốn kiểm tra thì không cần bấm nút máy vi tính, tự nhiên sẽ hiện ra tư liệu cần đến, không những nhanh chóng mà còn chính xác, đó là thần thông diệu toán. Vị chủ chú thần này thể hiện được tất cả cung điện cung điện của vua cung điện của phật bồ tát vị này không những thể hiện được mà còn trang nghiêm được và còn vào khắp trong tất cả thế gian dùng pháp nhập thế để hiển thị pháp xuất thế đó là môn giải thoát vị này đắc được chủ chú thần phát khởi huệ hương được một giải thoát quán sát khắp tất cả sự lợi ích của chúng sinh khiến cho họ vui mừng đầy đủ vị phát khởi huệ hương chủ chú thần này phát khởi giới hương định hương huệ hương giải thoát hương giải thoát trí kiến hương năm phần hương pháp thần vị này biết sự vui mừng của chúng sinh cho nên tỏa ra năm thứ hương khiến cho chúng sinh sinh tín tâm bạn chỉ giới thì thân sẽ tỏa ra giới hương bạn thiền định thì sân sẽ tỏa ra định hương bạn tù huệ thì sẽ tỏa ra huệ hương tầm bạn không phan duyên thì thân sẽ tỏa ra hương giải thoát bạn học rộng nghe nhiều thì thân sẽ tỏa ra hương giải thoát trí kiến vị chủ chú thần này quán sát khắp tất cả chúng sinh khiến cho họ hoàn toàn đắc được lợi ích nam thứ hương này và còn khiến cho chúng sinh vui mừng mà đầy đủ tại tâm mãn nguyện đó là một giải thoát vị này đắc được tổ đạt ma nói giới hương đoạn được các điều ác hay tu các điều thiện định hương tin sâu đại thừa tâm không thối truyền huệ hương thường ở thân tâm trong tự quán sát hương giải thoát đoạn tất cả vô minh trói buộc hương giải thoát trí kiến quán chiếu thường sáng suốt đồng đạt vô ngại năm phần hương pháp thần là do giới sinh định do định sinh huệ do huệ được giải thoát do giải thoát mà đắc được giải thoát trí kiến tức cũng là hậu đắc trí do đó có thể thấy giới luật quan trọng như thế nào bất cứ tu pháp gì điều kiện đầu tiên là phải giữ gìn giới luật bằng không chẳng có sự thành tựu chân chánh. Ví như có vị Pháp Sư biết giảng kinh, giảng rất hay biện tải vô ngại, nói thảo thảo bất tuyệt, nói ngang nói dọc đều có lý, khiến cho người nghe vào thắng địa. Nhưng nếu như vị Pháp Sư đó chẳng giữ giới luật, bất quá cũng chỉ là khẩu đầu thiền mà thôi. Chủ chú thần lạc thắng trang nghiệm, được mua giải thoát phóng vô biên pháp quang mình đáng ưa thích vị lạc thắng trang nghiêm chủ chú thần này tu đủ thứ phước đắc được đủ thứ công đức do đó sinh ra sự an vui sự an vui này chẳng giống sự an vui bình thường là sự an vui rất thủ thắng vị thần này không những trang nghiêm mà còn tốt tướng biết được sở tạo công hoặc tội của chúng sinh và còn phóng ra vô lượng trí huệ quang minh quang này tức là quang minh đáng ưa thích pháp chiếu soi chúng sinh khiến cho chúng sinh có công tiếp tục làm công đức lành khiến cho chúng sinh có tội cải ác hướng thiện quay đầu là bờ quang này khiến cho tất cả chúng sinh đều vui mừng đều sinh ra tư tưởng ưa thích Phật pháp đó là môn giải thoát của vị này đắc được chủ chú thần hoa hương diệu quang được môn giải thoát khai phát tầm tìm hiểu thành tịnh của vô biên chúng sinh vị hoa hương diệu chủ chú thần này tùy thuận nguyện của chúng sinh mà tỏa ra các thứ hoa và các thứ hương và còn hiện ra quang minh vì diệu không thể nghĩ bàn để chiếu soi tất cả chúng sinh khiến cho họ khai ngộ đắc được trí huệ vị này có thể khai khẩn đất hoang chưa có ai gieo trồng ngũ cốc xuống mảnh đất màu mỡ này cho nên phải có người đến khai khẩn cạo sạch cỏ hoang sau đó mới trồng trọt được Khai đất hoàng phải tốn công khổ cực một phen mới thành công được. Do đó, trồng trọt một phần thì có một phần thu hoạch. Dụng phước của chúng sinh giống như một mảnh đất hoang, phải cần có đại thiện tri thức phát bồ đề tâm đến khai quật, trồng xuống hạt giống bồ đề tâm tìm hiểu thanh tịnh mới đắc được quả giác bồ đề. Tâm chúng sinh phần nhiều không thanh tịnh, có tư tưởng ô nhiễm vì tâm nhiễm ô quá nhiều, mà tâm thanh tịnh thì ít cho nên chẳng tin hiểu. Rằng Phật Pháp cũng nghe chẳng vào, nói đạo lý cũng chẳng tin. Vì không tin không hiểu cho nên chẳng minh bạch, không minh bạch thì chẳng có tâm tin hiểu thanh tịnh. Tâm tin hiểu thanh tịnh là gì? Nếu không có vô minh, không có phiền não, không có nóng giận, đó là tâm tin hiểu thanh tịnh. Nếu như có vô minh, có phiền não, có nóng giận, thì tâm tin hiểu chẳng thanh tịnh. Tóm lại, người mà tâm ô nhiễm quá nặng thì tâm tin hiểu thanh tịnh nhẹ đi người mà tâm thanh tịnh quá nặng thì tâm tin hiểu thanh tịnh cũng nặng cho nên người học phật pháp mỗi cử chỉ mỗi hành động đều phải hồi quang phản chiếu cần trở lại nơi chính mình phải phản tình tâm của mình nhiễm ô nhiều hay là thanh tịnh nhiều tâm tin hiểu của tôi nhiều hay là tâm không tin hiểu nhiều tự mình kiểm thảo nếu mình bạch được cảnh giới này thì vào được môn giải thoát tìm hiểu thành tịnh chủ chú thần phổ tập diệu dược được một giải thoát sức tích tập quang minh khắp trang nghiêm vị phổ tập diệu dược chủ chú thần này tích tập hết thảy tất cả chất thuốc đặc biệt thù thắng để chữa trị bệnh tham sân si ba độc phiền não của tất cả chúng sinh vị này tu đủ thứ pháp môn tích tập nhiều công đức để trang nghiệm giống như trồng hoa bón phân đầy đủ thì hoa mới xung xuê tươi tốt hoa nở mới tươi đẹp tại sao hoa vừa tươi tốt vừa đẹp vì có người bón phân chúng ta tù công đức cũng phải như thế hết trang nghiêm tức là bón phân chúng ta người tu đạo tại sao phải có sự trang nghiêm vì tích tập tất cả công đức lành công đức này tức là phân để điệm nhận pháp thần huệ mạng của chúng ta khiến cho chúng ta đắc được sức quang minh đại trí huệ. Có sức này rồi, thì gặp được tất cả cảnh giới đều nhận thức rõ ràng, mà không bị cảnh giới làm đai chuyển, ngược lại còn chuyển được cảnh giới. Tóm lại, cảnh giới ác chuyển đổi thành cảnh giới lành, cảnh giới nhiễm ô chuyển đổi thành cảnh giới thanh tịnh, đó là sức đại trí huệ quang vị chủ chú thần này đắc được sức phổ quang minh tức cũng là sức trí huệ bát nhã trí huệ bát nhã giống như một cây đào còn gọi là kiếm trí huệ bạn chẳng có trí huệ thì là ngu si chẳng có kiếm trí huệ thì không thể chém đầu lục tặc lục tặc tức là lục trần lục trần này sai khiến con người làm việc điên đảo cho nên nói kiếm trí huệ là pháp bảo rất quan trọng trong chứng đạo ca có nói đại trượng phu bình hoại kiếm bát nhã phong hà kìm càng diễm phi đán năng thôi ngoại đạo tâm tảo hội lạc khước thiền Ma đảm nghĩa là nói chúng ta người xuất gia đều là đại trượng phu phật thích ca là đại trượng phu chúng ta là đệ tử của phật cho nên cũng là đại trượng phu bất cứ nam nữ vào là xuất gia đều là đại trượng phu phật thích ca là đại anh hùng cho nên điện phật gọi là đại hùng bảo điện bình hoại kiếm tức là cầm thanh bảo kiếm trí hoại sắc bén vô cùng giống như đá kim càng phát ra lửa ngọn không những phá tan tâm ngoại đạo mà cũng làm cho thiên ma khiếp đảm vị chủ chú thần này vì có sức trí huệ quang minh mới vào được môn giải thoát này chủ chú thần là tác hỷ mục được môn giải thoát khai ngộ khắp tất cả khổ vui của chúng sinh khiến cho họ đắc được pháp vui Vị lạc tác hỷ mục chủ chú thần luôn luôn an vui, luôn luôn hoan hỷ, cũng khiến cho tất cả chúng sinh luôn luôn an vui, luôn luôn hoan hỷ. Vị này dùng tâm tử bi để tiếp dẫn chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh khai ngộ. Khai ngộ gì? Khai tất cả khổ vui của chúng sinh, khiến cho họ ngộ được pháp vui. Khổ có rất nhiều thứ khổ, có ba thứ khổ, tám thứ khổ và vô lượng khổ ba thứ khổ tức là một khổ khổ hai hoại khổ ba hành khổ tám thứ khổ là một khổ về sinh hai khổ về già ba khổ về bệnh bốn khổ về chết năm khổ về thương mà biệt ly sáu khổ về ghét mà gặp nhau bảy khổ về cầu muốn không được tám khổ về năm uẩn và còn có vô lượng vô biên thứ khổ 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 tức là khổ của người nghèo ví như có một túp lều để ở che mưa che nắng chẳng may bị gió bão thổi sập không chỗ để nương tượng hoặc là người không có tiền bạc lại bệnh hoạn đó là khổ tăng thêm khổ cũng là khổ trong khổ hoại khổ tức là khổ của người giàu ví như nhà nọ giàu có chẳng may bị lửa thiêu sạch tiền bạc châu báu cũng bị lửa thiêu hủy đó là hoại khổ hành khổ chẳng phải là khổ khổ cũng chẳng phải là hoại khổ mà là hành khổ về vô thường bất cứ là anh hùng hào kiệt đại trượng phu cũng không tránh khỏi sinh ra bệnh chết bốn đại hành khổ khổ về sinh khi sinh ra thì thống khổ giống như rùa lột mai và thống khổ giống như hai hòn núi ép nhau cho nên trẻ con khi sinh ra thì khóc òa lên đó là khổ khổ về già Thân thể từ nhỏ lớn dần rồi già nua, chẳng lúc nào mà không biến đổi, tóc bạc da nhăn, tai điếc mắt mờ, tứ chi yếu đuối, ngũ quan tứ chi, chẳng làm gì được, răng rụng, ăn gì cũng chẳng biết mùi vị. Khổ về bệnh, tứ đại không điều hòa, thì thường phát sinh bệnh, khổ về bệnh mới là khổ thật, chẳng ăn được gì, chẳng hành động được, già thì mắt tai mũi lưỡi phải về hưu, có bệnh thì thân thể cũng phải về hưu khổ về chết, thứ khổ này thật đáng sợ, thống khổ như bò sống bị lột da, phút cuối cùng khi lâm chung thì trong tâm tính sổ sách, nếu như khi sống làm việc còn thiếu sót thì chết cắn răng trừng mắt mà đi. Khổ về thương mà phải biệt ly, việc thống khổ nhất của đời người là lúc sinh ly tử biệt. Vì đủ thứ nhân duyên phải biệt ly với người thân thứ khổ này ai chưa trải qua hoàn cảnh ấy thì chẳng biết được vị của nó khổ về ghét mà gặp nhau người càng không thích ưa mà thình lình gặp nhau thứ khổ này không thể tả người xưa nói oán nên dài không nên tết bắt tay vui vẻ đổi địch làm bạn đó là tránh gieo thứ khổ này khổ về cầu muốn không được thứ khổ này ai ai cũng có người nghèo có người giàu cũng có Người nam có, người nữ cũng có, già có trẻ có, tức là khổ vẻ mong muốn không ngừng. Khổ vẻ năm ấm, nằm ấm tức là xác thọ tường hành thức, năm uẩn này giống như lửa thiêu hủy, xác là vật chất, thọ tường hành thức là tinh thần. Vì đều vì vô minh mà theo đốt không ngừng, khiến cho người thọ thống khổ vô cùng. Vô lượng khổ nỗi khổ không thể tả, bất cứ thứ khổ nào cũng đều chịu không thống. Tại sao có vô lượng sự khổ vì tâm tham không đủ, được rồi muốn được nữa không khi nào biết đủ. Nói ngược lại là biết đủ thì an vui, vui cũng đủ thứ vui, có sự vui của mình, sự vui của người khác, sự vui của ta và người. Vui cũng có vô lượng vô biên, dòng chúng sinh sống trong khổ vui. Lúc thì vui, lúc thì khổ, khổ vui đều không dễ chịu. Bây giờ bất cứ là khổ hay là vui, vị chủ chú thần này đều khiến cho chúng sinh đắc được pháp vui, tức cũng là pháp hỷ sung mãn, an vui chân thật. Ngài kinh nghe pháp đều là pháp vui, vị này đắc được cảnh giới này mặc vào môn giải thoát này. Chủ chú thần quán phường phổ hiện, được môn giải thoát đều hiện thân khác nhau trong mười phương pháp giới. Vị quán phương phổ hiện chủ chú thần này quán căn cơ chúng sinh, vì người thuyết pháp theo bệnh cho thuốc. Vị này quán sát mười phương pháp giới hiện thân khắp vì chúng sinh mà thuyết pháp. Và còn minh bạch chư Phật ở trong mười phương pháp giới, khắp các cõi nước, nhiều như số hạt bụi hóa hiện vô lượng thần khác nhau mà vì người độ được mà thuyết pháp tức cũng là người đáng dùng thân Phật độ được thì Phật hiện thân Phật mà vì họ nói pháp để giáo hóa chúng sinh, vị này minh bạch được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Chủ chú thần đại bi oai lực, được môn giải thoát cứu hộ tất cả chúng sinh khiến cho họ được an lạc. Vị đại bi oai lực chủ chú thần, đại bi là cứu tất cả thống khổ của chúng sinh, bàn tất cả an vui cho chúng sinh. Qua lực là có sức đại oai đức vị này có tầm đại bi cứu tất cả khổ của chúng sinh và còn có đại oai đức hàng phục được tất cả ma vị này đắc được cảnh giới này và còn minh bạch đức phật vì cứu hộ tất cả chúng sinh mà khiến cho tất cả chúng sinh đều khổ được vui vị này vào được môn giải thoát này chủ chú thần thiện cần quang chiếu được môn giải thoát sự công đức khắp sinh ra vui mừng đầy đủ vị thiện căn quang chiếu chủ chú thần này trong đời quá khứ gieo trồng đủ thứ căn lành tu tập đủ thứ trí huệ quang để giáo hóa tất cả chúng sinh cũng khiến cho tất cả chúng sinh vun bồi căn lành gieo trồng căn lành vị này đắc được trí huệ quang mình cho nên mới nói đắc được sức thiện xảo công đức thấp sinh ra vui mừng đầy đủ vị này vào môn giải thoát này chủ chú thần diệu hoa anh lạc được môn giải thoát dành tiếng vàng khắp chúng sinh nào thấy được cũng đều được lợi ích. Vị diệu hoa anh lạc chủ chú thần này, danh tiếng đều vàng khắp mười phương thế giới. Phạm là chúng sinh trong mười phương thế giới nghe được âm thanh của vị này, hoặc lắng nghe được tên của vị này, đều đắc được lợi ích, đắc được pháp vui, vị này vào môn giải thoát này. Bây giờ chủ chú thần thị hiện cung điện, nương oai lực của Đức Phật, quán khắp tất cả chúng chủ chú thần mà nói bài kệ rằng lúc đó khi vị diệu hoa anh lạc chủ chú thần vừa nói xong đoạn kinh này thì vị thị hiện cung điện chủ chú thần nương đại oai thần lực của đức phật quán sát khắp tất cả chủ chú thần trong pháp hội mà dùng kệ tán thán công đức của phật trí phật như không chẳng cùng tận quang minh chiếu soi khắp mười phương tâm hạnh chúng sinh đều biết rõ tất cả thế gian đều vào khắp Chí Phật như không chẳng cùng tận, trí huệ của Phật giống như hư không, hư không thì rộng lớn chẳng cùng tận. Quang minh chiếu soi khắp mười phương, trí huệ quang minh của Phật không thể sánh, chiếu soi khắp mười phương thế giới, chiếu soi cõi nước chư Phật mười phương. Tầm hạnh chúng sinh đều biết rõ, tất cả những sự việc chúng sinh suy nghĩ hoặc làm, Phật đều hiểu biết rõ. Tóm lại, bạn khởi vọng tượng gì, tạo nghiệp gì, Phật đều biết rõ ràng tất cả thế gian đều vào khắp. Phật có đại trí huệ quang mình, có đại thần thông, có sức đại bi nguyện, do đó đến tất cả thế giới để giáo hóa chúng sinh, chẳng có một thế giới nào mà Phật không vào. Phật biết sở thích của chúng sinh, vì họ mà nói các biện pháp, ý nghĩa rộng lớn đều khác nhau, cổ túc huệ thần thấy rõ được. Phật biết sở thích của chúng sinh, Phật biết được trong tâm của tất cả chúng sinh, phan hỉ những gì và còn biết được tất cả sự việc chúng sinh mong muốn vì họ mà nói các biện pháp nghĩa là đáng hiện thân gì để độ được thì hiện thân đó mà nói pháp đó pháp muốn nói ra nhiều như biển nói chẳng hết ý nghĩa rộng lớn đều khác nhau nghĩa lý mỗi câu mỗi chữ rộng lớn vô cùng đều khác nhau mỗi câu có nghĩa lý của mỗi câu mỗi chữ có ý nghĩa mỗi chữ ý vị vô cùng cụ túc huệ thần thấy rõ được vị phát khởi huệ hương chủ chú thần hoàn toàn thấy được cảnh giới này và còn thấy rất rõ ràng phật phóng quang minh chiếu thế gian thấy nghe vui mừng không ngướng qua chỉ bày chỗ tịch diệt rộng lớn lạc thắng trang nghiêm tầm hộ hiểu phật phóng quang minh chiếu thế gian phật phóng vô lượng đại quang minh tạng chiếu So hữu tình thế gian trong mười phương khiến cho tất cả hữu tình chúng sinh bất cứ thấy được quang minh của Phật hoặc nghe được pháp âm của Phật đều đắc được công đức và lợi ích. Thấy nghe vui mừng không nướng qua, không nướng qua tức là không hứa mất, không lãng phí. Nếu nướng qua thì không được lợi ích, phàm là chúng sinh thấy được quang minh của Phật hoặc nghe được âm thanh của Phật đều sinh ra vô lượng công đức pháp đại, vô lượng tâm vui mừng chỉ bày chỗ tịch diệt rộng lớn và thuyết pháp ở trong quang minh để giáo hóa tất cả chúng sinh không những thuyết pháp mà còn nói pháp vi diệu thâm sâu vô thượng và còn chỉ bày chỗ tịch diệt cho chúng sinh tức cũng là bờ bà niết bàn niết bàn tức là đạo lý thường lạc ngã tịnh thường tức là pháp thân lạc tức là niết bàn ngã tức là như lai tịnh tức là pháp vô vi lạc thắng trang nghiêm tâm ngộ hiểu cảnh giới này vị lạc thắng trang nghiệm chủ chú thần ngộ và hiểu rõ vào được môn giải thoát này phật dưới mưa pháp vô biên lượng khiến cho người thấy vui mừng lớn căn lành tối thắng từ đây sinh đây là sở ngộ của diệu quang phật dưới mưa pháp vô biên lượng phật tức là phật thích ca mâu ni dưới tức là chỉ pháp của phật nói mưa pháp tức là phật nói pháp giáo hóa chúng sinh giống như trời mưa khiến cho chúng sinh đắc được đượm nhận mưa pháp mà tăng trưởng huệ mạng. Phật pháp vô lượng vô biên cho nên không có chỗ nào mà chẳng phải là nơi Phật dưới mưa pháp đầy khắp, cho nên nói Phật dưới mưa pháp vô biên lượng. Khiến cho người thấy vui mừng lớn, Phật nói pháp vì diệu thâm sâu vô thượng, chúng sinh thấy hoặc nghe được đều sinh tâm vui mừng lớn cho nên cuối cùng mỗi một bộ kinh đều nói vui mừng lớn, đại hoan hỷ hoặc vui mừng tin nhận, hoan hỷ tín thọ hoặc tín thọ phụ hành làm lễ lui ra. Đó là nói, Phàm là người tham gia pháp hội, người nghe kinh nghe pháp đều đắc được tâm vui mừng lớn. Căn lành tối thắng từ đây sinh, vì chúng sinh đắc được được nhuần mưa pháp mà sinh ra căn lành thù thắng. Căn lành của chúng sinh sinh trưởng ở trong phật pháp. Bạn muốn sinh căn lành chăng? Vậy thì phải nghe kinh nghe pháp. Đây là sở ngộ của Diệu Quang. Cảnh giới này vị hoa hương Diệu Quang chủ chú thần ngộ hiểu được. Vào khắp pháp môn sức khai ngộ, nhiều kiếp tu trị đều thanh tịnh. Như thế đều vì nhiếp chúng sinh, môn này diệu dược thấu rõ được. Vào khắp pháp môn sức khai ngộ, Phật vào khắp tất cả tâm của chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều phát tâm bồ đề kết quả bồ đề và còn khiến cho tất cả chúng sinh vào khắp tất cả pháp môn phát sinh sức khai ngộ. Nhiều kiếp tu trị đều thanh tịnh, pháp môn và sức lực này là do Phật tu pháp môn thanh tịnh. Từ vô thủy kiếp cho đến hiện tại, Phật đã trị sạch đủ thứ màu bệnh cho nên thanh tịnh không ô nhiễm. Như thế đều vì nhiếp chúng sinh, Phật vào khắp pháp môn tu học khiến cho sức khai ngộ của chúng sinh từ đời đời kiếp kiếp tu hành mà thành công. Tại sao Phật phải tu hành? Vì phải nhiếp hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều được thanh tịnh. Môn này diệu dược thấu rõ được. Cảnh giới này vì phổ tập diệu dược chủ chú thần hiểu rõ. Đủ thứ phương tiện hóa quần sinh, ai thấy nghe được đều lợi ích, đều khiến nhảy nhót vui mừng lớn, diệu nhãn chú thần thấy như vậy Đủ thứ phương tiện hóa quần sinh, Phật vì thật mà thí quyền, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện quyền xảo để giáo hóa chúng sinh sau đó mới khai quyền hiển thật, khiến cho chúng sinh hồi tiểu hướng đại, phát tâm bồ đề, hành bồ tát đạo. Ai thấy nghe được đều lợi ích, hết thầy tất cả chúng sinh, bất cứ thấy được hóa thân của Phật hoặc nghe được pháp âm của Phật đều đạt được lợi ích, nếu quý y tam bảo cũng dường tam bảo thì càng được lợi ích lớn. Điều khiến nhảy nhót vui mừng lớn, Phật hoàn toàn khiến cho tất cả chúng sinh sinh tâm vui mừng, khiến cho chúng sinh nhảy nhót lên không tự chủ được, quên mất chính mình. Phật Pháp tức là khiến cho chúng sinh liều khổ thế gian mà đắc được vui suốt thế gian. Diệu nhãn chú thần thấy như vậy, vị lạc tác hỷ mục trù chú thần, mình bạch thấy được cảnh giới môn giải thoát này thập lực ứng hiện khắp thế gian, mười phương pháp giới đều không thừa, thể tánh chẳng không cũng chẳng có, quán phương phổ hiện vào môn này. Thập lực ứng hiện khắp thế gian, thập lực của Phật ứng hiện tận hư không khắp pháp giới, đấy khắp tất cả thế gian. Mười phương pháp giới đều không thừa, sức lực này sung mãn khắp mười phương pháp giới, chẳng có nơi nào dư thừa. Thể tánh chẳng không cũng chẳng có, thể tánh của Phật chẳng phải không có, cũng chẳng phải có. Đối với chúng sinh thì có khác biệt, khắp trong mười phương, không thể nói không có. Đối với Phật thì gọi là nhất trần pháp giới, không thể nói có. Quán phương phổ hiện vào môn này, cảnh giới môn giải thoát này, vị quán phương phổ hiện chủ chú thần vào được. Chúng sinh lưu truyền trong hiểm nạn, như lại thường xót hiện ra đời, khiến cho tiêu diệt tất cả khổ hồn giải thoát này của bì lực chúng sinh lưu chuyển trong hiểm nạn chúng sinh tức là anh tôi họ cũng bao quát hết tất cả chúng sinh bạn tôi họ là chúng duyên hòa hợp mà sinh thiếu một duyên cũng không thể sinh cho nên gọi là chúng sinh giống như ngũ cốc trồng xuống đất phải có duyên trời che đất trở duyên đất duyên nước duyên ấm và duyên lạnh và phải có duyên người làm và duyên thời tiết đầy đủ nhân duyên phối hợp rồi thì mới sinh trưởng được. Chúng sinh cũng phải có duyên cha duyên mẹ hòa hợp, nếu không thì không thể sinh ra. Lưu truyền tức là lưu đi truyền lại truyền đến truyền đi, tức cũng là đời nay làm người, đời sau làm chồng ngựa dê gà chó heo lục xúc, hoặc là đời trước làm lục xúc, đời nay làm người, gọi đó là lưu truyền. Có khi kiếp trước là ít nhái hoặc chuột nhưng vì gần gũi chùa chiền cho nên có cơ hội nghe pháp nghe kinh thời gian lâu rồi chúng đều có công đức gieo trồng căn lành đời sau bèn chuyển sinh làm người không những làm người mà còn xuất gia làm tỳ kheo tỳ kheo ni trước đây mấy hôm tôi thấy hai người xuất gia một vị kiếp trước là ích nhái phước báo rất lớn cho nên mập mạp một vị kiếp trước là chuột phước báo rất nhỏ cho nên gầy ốm nhưng vị đó rất thông minh Chuyện này nghe qua giống như là kể chuyện, giống như nói chuyện tiếu, nhưng là sự thật. Khi nào bạn chân tránh biết được thì mới tin là có thật, chứ chẳng phải giả. Tuy nhiên họ xuất ra làm hòa thượng nhưng lại tạo nhiều nghiệp ác. Tương lai nói không nhầm thì chưa chắc đã được làm ếch nhái hoặc là chuột. Có thể phải làm con giòi trong hầm phân. Đó là vì không tù công đức cho nên bị đọa lạc. Nếu xin tù công đức rộng gieo căn lành thì phước báo đời đời tăng thêm nói cho dễ hiểu tù công đức thì có phước báo không tù công đức thì chẳng có phước báo đó là đạo lý lưu truyền chúng ta là người tu đạo phải càng ngày càng sinh tâm tinh tấn sinh đại đạo tâm sinh tâm vui mừng thì căn lành càng bám càng sâu căn lành sâu rồi thì cành lá càng sung xuê tươi tốt nếu hôm nay không tu hành ngày mai không dụng công ngày mốt lại giải đãi cứ như thế thì đạo nghiệp một ngày không như một ngày do đó có thể chứng minh bạn đời đời kiếp kiếp đều là hòa thượng lười như thế nếu tu đạo lúc tiến lúc lùi tiến tới một bước lùi về sau hai bước thì vĩnh viễn không đạt đến bờ kia công đức mình tu chẳng bao nhiêu mà tạo tội thì nhiều thì chắc chắn sẽ đoạn lạc thơ hào chẳng có gì nghi vấn đó gọi là lưu truyền trong hiểm nạn tức là chỉ sự lưu truyền trong các đường, con đường này rất nguy hiểm và gian nan, làng trùng hồ báo, sư tử rắn độc thú dữ gì cũng đều có, nếu gặp rắn độc thì sẽ bị rắn độc cắn chết, gặp thú dữ thì sẽ bị thú dữ cắn nuốt, cho nên nói trong hiểm nạn, chúng ta người tu đạo bất cứ xử lý việc gì, nên nhớ đừng có chút tâm đố kỵ, đừng có tâm cầu danh cầu lợi, nếu có tâm cầu danh cầu lợi hoặc tâm đố kỵ vì cầu danh hoặc vì cầu lợi để tu đạo thì chắc chắn sẽ đọa lạc hoặc đọa lạc vào địa ngục ngạ quỷ xúc sinh đều không nhất định vì tu đạo phải tu nhẫn nhục bà làm mật nếu không nhẫn được thì không bằng chết thành tịnh nếu không tỉnh tấn được thì tu đạo có ích gì nếu không rõ xử lý thì càng ngày càng chẳng có ý nghĩa nếu không hiểu phật pháp thì càng ngày càng đọa lạc thậm chí đọa lạc vào trong hầm phân làm giỏi trải qua vô lượng kiếp rồi chuyển làm người, thân thể của họ sẽ tỏa ra một mùi hôi thối vô cùng. Phạm là thân thể người nào có một thứ mùi lạ hoặc hôi thối thì đều là kiếp trước, không giữ giới luật. vừa nói về ích nhái và chuột tái sinh làm người lại xuất ra tu hành, chắc chắn có người khởi hoài nghi. Làm sao biết được họ là ích nhái tái sinh? Làm sao biết được họ là chuột tái sinh? Vấn đề này rất là đơn giản, rất dễ biết. Ai dũng mãnh tinh tấn dũng công ngồi thiền thì sẽ biết cảnh giới này. Ví như xúc sinh sinh làm người, thì sau lương xương sống của người đó lưu lại bóng hình kiếp trước. Kiếp trước là xúc sinh gì thì hiện ra hình bóng đó, xong phải là mình nhãn thiện trí thức mới biết được. Nếu muốn biết mình kiếp trước là gì thì hãy xem đời này, mình làm những việc gì để quyết định. Nếu bạn có tâm làm việc thiện giữ quỳ cụ thì bạn nhất định kiếp trước là người chồng căn lành. Nếu bạn không muốn làm việc thiện và không giữ quỳ cụ thì nhất định kiếp trước là người chẳng chồng căn lành. Người xuất gia nhất định phải giữ gìn giới luật, dụng công tu hành. Dù một giây một phút thời gian cũng đừng để lúng qua, mỗi người phải có mỗi thời khóa biểu nhất định. Khi nào tọa thiền, khi nào tụng kinh, khi nào lễ Phật, khi nào trì chú, đều phải làm đúng giờ, bất cứ khổ như thế nào, mệt nhọc như thế nào, đều phải tự mình dụng công tu pháp của mình. Không những một ngày có tâm thành, mà mỗi ngày đều có tâm thành. Không những một ngày phải nhẫn nhục, mà mỗi ngày đều phải nhẫn nhục. Thành tâm nhẫn nhục là tại nơi mình, không thể gạt người, phải dũng mãnh tu hành mới mong thành tựu. Làm sao biết được kiếp trước? Phải xem họ giữ hay không giữ giới luật, giữ hay không giữ quy cụ, Giữ được giới luật là có căn lành, giữ được quy cụ là thiện trí thức, phạm là không giữ giới luật, vạch lộng tìm vết. Làm cho người phiền não thì chẳng có căn lành. Con mắt của con người tức là gương sáng, có khi chiếu bên ngoài, có khi chiếu bên trong, phải chiếu ngược lại chiếu chính mình. Đừng làm máy nhiếp ảnh, chỉ chiếu người mà không chiếu chính mình. Bất cứ là người xuất gia hoặc tại gia, đều phải hồi quang phản chiếu, nếu hút thường hồi quang phản chiếu thì sẽ có ngày thành công. Nếu không hồi quang phản chiếu thì chỉ là lãng phí thời gian quý báu, đều đẻ luống qua. Như lại thường xót hiện ra đời. Tại sao Phật xuất hiện ra đời? Vì muốn giáo hóa chúng sinh can cường có điều khó phục và thương xót tất cả chúng sinh. Những chúng sinh này mê mà không tình. Bất cứ dùng pháp môn gì để giáo hóa, họ cũng không giác ngộ họ chỉ biết đoạn lạc vào trong ba đường ác nhận xúc sinh làm cha mẹ ngã quỳ làm bạn bè đến địa ngục để tham quan đều muốn thưởng thức đáo đẻ bùi vị như thế nào cho nên phật thương xót lại chúng sinh này mới xuất hiện ra thế giới này khiến cho diệt trừ tất cả khổ phật đều khiến cho tất cả khổ não của chúng sinh đều tiêu diệt mà đắp được an vui người không có khổ thì không có vô mình phiền não nóng giận người chẳng có khổ mới là người tự tại thật sự. Nếu y theo pháp mà tu hành thì mới đoạn được vô minh diệt phiền não. Như vậy thì sự nóng giận chẳng tồn tại dấu vết, lúc đó mới đắc được ba la mật. Một giải thoát này của bi lực, một giải thoát này vị đại bi oan lực chủ chú thần thấy rõ được. Chúng sinh trôi chìm trong đèn tối, Phật vì thuyết pháp khiến thông đạt, đều khiến được vui trừ các khổ, thiện căn quang thần vào môn này. Chúng sinh trôi chìm trong đen tối, lúc chẳng có Phật ra đời, thì tất cả chúng sinh đều bị hãm ở trong thế giới đen tối, bị vô minh che đậy trôi nổi ở trong ba đường ác. Trong ba đường ác chẳng có ánh sáng, đen tối như ban đêm, chúng sinh vĩnh viễn chịu khổ ở trong ba đường ác, chẳng được tự do, càng không được ánh sáng ba đường ác là gì tức là địa ngục ngạ quỷ súc sinh ba đường ác này do tội nhiệt tạo thành vậy tại sao phải tạo tội nhiệt vì tham sân si ba độc tác quái tham thì chuyển làm ngạ quỷ sân thì đoạn vào địa ngục si thì đọa làm súc sinh phật vì thuyết pháp khiến thông đạt vì chúng sinh tạo tội nhiệt mà đoạn lạc vào ba đường ác dù ở trong ba đường lành cũng bị vô minh che đậy cho nên cũng chẳng có trí huệ Phật phát tâm thương xót vì những chúng sinh này mà thuyết pháp khiến cho họ bỏ mê về giác, cải tà quy tránh, phát tâm bồ đề, cứu kính thành Phật. Phật giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ hiểu đạo lý chân chánh, thì họ không còn tạo tội nghiệp nữa. Muốn diệt trừ tham sân si, thì phải riêng tu giới định huệ, thực tiễn tín hạnh nguyện. Đều khiến được vui trừ các khổ, phật giáo hóa tất cả chúng sinh khiến cho họ liều khổ được vui diệt sạch tất cả sự thống khổ thiện căn quang thần vào môn này vị thiện căn quang chiếu chủ chú thần đạt được cảnh giới này minh bạch được phật vì khiến cho tất cả chúng sinh rất khổ được vui mà xuất hiện ra đời vị này vào môn giải thoát này phước như lai lường đồng hư không phước của thế gian từ đây sinh phàm ai làm được không đúng qua qua anh đắc được giải thoát này. Phước như lai lường đồng hư không. Tất cả phước của Phật đều là phước thanh tịnh, tất cả phước của chúng sinh là phước không thanh tịnh, song phước không thanh tịnh là từ phước thanh tịnh sinh ra. Phước thanh tịnh cứu kính lớn cỡ nào, rộng cỡ nào, dài cỡ nào, có hạn lượng chăng chẳng có. Cho nên nói phước như lai lường đồng hư không, hư không thì chẳng có số lượng, hư không thì chẳng cách trí tính được cũng chẳng có bờ mé có thể tìm được. Phước của thế gian từ đây sinh, tất cả phước của thế gian đều chẳng thanh tịnh, song tất cả phước bóng của thế gian đều từ trong phước thanh tịnh của Phật sinh ra. Phạm ai làm được không luống qua, bất cứ làm việc công đức gì, đều có phước báo không luống qua. Tuy nhiên phước báo là từ trong phước thanh tịnh của Phật sinh ra, nhưng cũng phải tự mình đi làm công đức lành thì mới được phước báo bằng không thì đừng hy vọng có phước báo. Phước báo chẳng phải ngẫu nhiên có được, mà là phải thực hành. Nếu chúng ta làm việc thiện, lập công, tích tập, công đức, thì mới có phước báo. Một số người thế gian chỉ biết tù phước trước mắt mà không biết tài bồi phước báo cho tương lai. Phước báo trước mắt là từ đâu đến, là từ vô lượng kiếp tài bồi mà đến. Tức là trong đời quá khứ tu đủ thứ căn lành, lập nhiều công, tích nhiều đức cho nên đời này mới có phước báo. Vậy thì hãy nhớ phước báo cố hữu để tu phước bóng vị lai. Đó là phước lại thêm phước, trong phước tích phước thì phước báo đời sau chắc chắn càng lớn. Nếu không tiếp tục làm lành, lập công tích đức, hưởng hết phước thì đời sau phải chịu khổ. Cho nên mới nói, chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Hai câu này rất quan trọng, hy vọng mọi người ghi nhớ hiểu ý nghĩa hai câu này thì cũng hiểu được đạo lý làm người trồng nhân lành thì kết quả tốt chồng nhân ác thì kết quả ác đó là luật nhân quả tuy nhiên đạo lý này rất đơn giản dễ hiểu song không thực hành thì chẳng ích gì cho nên chịu khổ thì hết khổ hưởng phước thì hết phước hai câu này rất là hệ trọng nên nhớ không thể như gió quả tài giống như bạn hiếu thuận với cha mẹ thì con cái cũng sẽ hiếu, hiếu thuận do đó hiếu thuận thì sinh con hiếu thuận con cháu hiếu thuận vùi đáp lại bạn hiếu thuận với cha mẹ như thế nào thì con cháu của bạn sẽ hiếu thuận với bạn như thế đó đó cũng là đạo lý nhân quả dù con cái không biết hiếu thuận thì bạn cũng nên hiếu thuận với cha mẹ lấy thân làm gương ngày lại ngày lâu dần thì từ từ sẽ cảm hóa con cái bất hiếu mà biết hiếu thuận tại nước mỹ này người dân chẳng có quan niệm về luân lý phải hiếu thuận với cha mẹ tôn kính dự trưởng mọi người đều cho rằng là xã hội bại hoại ngựa hại bầy do đó đều đồng lõa, mắng họ, chửi họ. Nói họ ngu si quá, cho rằng tuy cha mẹ sinh ra mình, nuôi dưỡng dạy dỗ mình đó là trách nhiệm của họ, cho nên người già chẳng ai chiếu cứ. Thật đáng thường xót, khoa học của nước Mỹ là nhất thế giới, nhưng người già chẳng ai trông, đó cũng là nhất thế giới. Ở nước Mỹ, ai hiếu thuận với cha mẹ là kẻ địch của mọi người, khắp nơi chịu kỳ thị, chịu bài bác, chịu phỉ báng bị người phê bình là ngoan cố bảo thủ lạc hậu không theo thời đại thành niên nước Mỹ tìm hết phương pháp thanh toán cha mẹ đấu tranh cha mẹ tóm lại không những không báo ân dưỡng dục của cha mẹ ngược lại bất hiếu với cha mẹ người làm cha mẹ sinh ra con cái không giáo dục để mặc chúng tự do phát triển thì những con cái đó làm sao biết ý nghĩa chữ hiếu là gì do đó nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ vậy Tại đất nước này, nếu đề xướng về hiếu đạo, thì một số thanh niên sẽ phản đối. Nếu đề xướng về làm hippie hoặc hút độc vân vân thì họ hoan nghênh nhiệt liệt ủng hộ. Dạy họ hướng về hạ liều thì cho rằng tốt, dạy họ hướng về thượng liều thì cho rằng xấu, chẳng phải là đáng thương xót chăng? Pháp luật trên thế giới đều khác nhau, đồng thế ấy, tại nước này thì hợp pháp, đến nước khác thì phạm pháp có nước cho đàn ông để tóc dài dâu dài cho rằng là tiến bộ hiện đại tân thời có nước cho rằng sẽ ảnh hưởng trị an xã hội đất nước này không hoan nghênh người hiếu thuận nước nọ thì hoan nghênh người hiếu thuận cho nên trên thế giới này rất nhiều việc quái lạ do đó mười dặm không đồng phong trăm dặm không đồng tục việc trên thế gian trăm kỳ ngàn quái rất khó nói chẳng phải một đạo lý mà nói xong Tại đất nước Tây Phương trước kia chẳng có Phật giáo, ai ai cũng đều không cảm thấy thế nào là không tốt. Bây giờ có Phật giáo, ai ai cũng không cảm thấy thế nào là tốt. Đó là điên đảo tướng của chúng sinh. Có khi thật thì họ cho rằng giả, có khi giả lại cho là thật. Cho nên một sự việc dùng một đạo lý nói thì không xong được, xong dùng lý luận Phật giáo nói thì viên mãn được. Nếu bạn tạo tội nghiệp thì đọa lạc vào ba đường ác. Nếu bạn làm công đức lành thì vượt ra tam giới, cho nên nói phàm là làm việc gì cũng không đúng qua. Hòa Anh tác được giải thoát này. Đạo lý môn giải thoát đã nói ở trước, vị Hoa Anh lạc chủ chú thần minh bạch hiểu rõ được. Lại nữa, chủ dạ thần phổ đức tịnh quang, được môn giải thoát vui tịch tĩnh thiền định đại dũng kiện. Nghĩa lý ở trên chưa nói hết. Bây giờ tiếp tục nói cho nên gọi là lại nữa. Ở trên đã giảng qua chủ chú thần là thần quản lý ban ngày, đương nhiên cũng phải có thần quản lý ban đêm. Những vị chủ dạ thần này phân làm đầu hôm giữa đêm và cuối đêm ba phần. Các vị thần này quan sát chúng sinh vào ban đêm, xem họ có tạo tội nghiệp chăng. Nếu tạo tội nghiệp thì ghi nhớ, tương lai khiến cho họ thọ quả báo. Có khi thấy chúng sinh tạo tội nhẹ thì không ghi nhớ, tựa như không biết. Trong các vị chủ gia thần này, trong đó có 7 vị là thiện hữu của thiện tài đồng tử trong 53 vị thiện tri thức. Vị phổ đức tịnh quang chủ gia thần này đức tính phổ biến để lợi ích chúng sinh, để cứu hộ chúng sinh, để khiến cho chúng sinh phát tâm đại bồ đề. Quang minh của vị này thanh tịnh vô ngại. Ở trong quang minh, lại hiện quang minh, hiện ra đủ thứ quang minh vô ngại thật là diệu không thể tả vị này đắc được một giải thoát vui tịch tĩnh thiền định tịch là lặng yên không động tĩnh là tĩnh mà thông đạt do đó tĩnh cực quang thông đạt nghĩa là lặng đến chỗ cùng cực thì trí huệ quang sẽ hiện tiền tịch nhiên tức là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng vì tịch diệt cho nên là tĩnh vì tịch tĩnh thì được thiền lạc thiền định là gì thiền là tiếng phạn đầy đủ là thiền na dịch là tĩnh lự vì tĩnh lự mới có thiền không tĩnh lự thì không có thiền định nghĩa là bất động tóm lại không động tức là định động thì chẳng phải định có thiền mà không định có định mà không thiền thì không thể đắc được cảnh giới thiền duyệt vì thực công phủ tù thiền định là ngồi thiền thiền là phải ngồi xuống thì công phu mới hiện tiền chẳng phải ngồi thiền là ngủ ngủ chẳng phải là ngồi thiền mà là thiền ngủ ngủ chẳng phải thiền thiền không thể ngủ khi nhập định thì lưng phải thẳng đầu phải ngay ngồi thẳng ngay ngắn đầu không chúi thân không nghiêng hai mắt nửa nhắm nửa mở đó là tư thế nhập định nhập định và ngủ khác nhau ngủ thì mất đi linh chi linh giác hồ đồ trong hồ đồ nhập mộng gì cũng chẳng biết đó là ngủ chẳng phải định nhập định cần có sức lực sức lực này duy trì thân thể không nghiêng ngả, không ngã về trước không nghiêng về sau như thế thì mới đạt được công phu thiền định vui thiền định là gì tức là ở trong định đạt được một thứ khoái lạc không gì so sánh được thứ khoái lạc này không cách gì có thể hình dung vớt ra khỏi sự suy nghĩ do đó ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt Thứ Vui Thiền Định này là sự khoán lạc liên tục không ngừng, phải là người trải qua cảnh giới này mới biết được diệu lạc của nó, giống như như người uống nước nóng lạnh tự biết, thiền chẳng phải nói mà là thực hành, có vui thiền định rồi thì sinh ra một thứ tâm dũng mãnh tinh tấn, thứ dũng mãnh tinh tấn này chẳng phải là tầm thường mà rất đặc thù, là một thứ đại dũng mãnh tinh tấn, là một thứ đại thiền định khoán lạc, thứ tinh tấn này là kiên cố nhất sự khóa lạc này là hằng thường nhất. Đại dũng kiện, tức là định dụng, tức cũng là kham được chẳng sợ. Sức lực này rất rộng lớn, chẳng có sức lực nào cản trở được. Vị chủ dạ thần này đã được môn giải thoát này. Vị này là thiện tri thức thứ 32 của thiện tài đồng tử. Tức cũng là thiện hữu ly cấu địa đã chứng đắc địa thứ hai của Bậc Bồ Tát. Chủ dạ thần hỉ nhãn quán thế được một giải thoát, tướng công đức thanh tịnh rộng lớn đáng ưa thích. Vị hỉ nhãn quán thế chủ dạ thần này mắt luôn luôn hoàn hỉ, vị này dùng mắt hoàn hỉ để quan sát tất cả chúng sinh thế gian. Nếu có chúng sinh ở trong hoạn nạn, thì vị này duỗi tay ra cứu giúp chúng sinh ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, khiến cho họ được mát mẻ. Vì nhân duyên đó cho nên mới đắc được công đức tướng thanh tịnh rộng lớn đáng ưa thích đó là tâm của Bồ Tát. Vị này đã được môn giải thoát này và còn là thiện tri thức thứ 33 của thiện tài đồng tử, tức cũng là thiện hữu phát quang địa, đã chứng địa thứ ba của Bậc Bồ Tát. Chủ dạ thần hộ thế tinh khí được môn giải thoát hiện khắp thế gian để điều phục chúng sinh. Vị hộ thế tinh khí chủ dạ thần này bảo hộ tinh khí tất cả hữu tình chúng sinh thế gian khiến cho tinh khí của tất cả chúng sinh không bị mất đi vì vị này phát nguyện bảo hộ tinh khí của chúng sinh cho nên hiện khắp trong thế gian vậy hiện khắp trong thế gian để làm gì để điều phục chúng sinh càng cường vì tướng ngã của chúng sinh quá sâu ngã kiến quá nặng cho nên dính mắc tại ngã tướng và ngã kiến dù thiệt thòi đi một chút cũng không được đây là ta kia là của ta Tóm lại, không chịu mình thiệt thòi, không muốn mình chịu khổ, đó đều là tác dụng của sự can cường chấp trước. Vị chủ dạ thần này phát nguyện để điều phục chúng sinh, khiến cho họ đều vào môi giải thoát, đều được lợi ích. Vị này là thiện tri thức thứ ba mươi bốn của thiện tài đồng tử, tức cũng là thiện Hữu diệm huệ địa đã chứng địa thứ tư của bậc Bồ Tát. Chủ dạ thần tịch tĩnh hải âm được môi giải thoát tích tập tâm vui mừng rộng lớn, Vị tịch tĩnh hải âm chủ dạ thần Tịch tĩnh hải âm là trong biển chẳng có âm thanh sóng gió Biển cũng nhập định chẳng có âm thanh không nghe mà nghe Chẳng phải chẳng có âm thanh mà là âm thanh tịch tĩnh Ban đêm chẳng có âm thanh gì hết Cho nên gọi là tịch tĩnh hải âm Vị này đắc được tâm vui mừng rộng lớn Tâm vui mừng này do từng chút, từng chút tích tập mà thành Tức cũng là tích ít thành nhiều Do đó tích cát thành thác cho nên tụ tập tâm vui mừng rộng lớn. Ai ai cũng biết vui mừng là tốt, sau nhiều khi vẫn bi ai hoặc buồn phiền, tâm không vui mừng. Tại sao không vui mừng? Vì chẳng tích tập tâm vui mừng rộng lớn. Nếu tích tập được tâm vui mừng rộng lớn thì sẽ không buồn phiền. Tự cổ thần tiên vô biệt pháp, quảng sinh hoan hỉ không sinh sầu. Thần tiên thì tiêu dao tự tại, khoái lạc, vô ngần, vì họ có tâm vui mừng. Tại sao chúng sinh có khổ não vì có tâm vi ai cho nên không được khoái lạc luôn luôn? Vị chủ dạ thần này đắc được tam muội tâm vui mừng rộng lớn, mà vào môn giải thoát tâm vui mừng rộng lớn. Vị này là thiện tri thức thứ 35 của thiện tài đồng tử, tức cũng là thiện hữu nàn thắng địa, đã chứng đắc địa thứ năm của Bậc Bồ Tát. Chủ dạ thần phổ hiện các tường, được môn giải thoát, lời nói vừa ý, tự tại, thâm sâu, vì phổ hiện các tường chủ dạ thần, các tường là hiện tướng tốt, hùng ác là hiện tướng xấu, cho nên ai ai cũng thích các tường mà chẳng thích hùng ác. Do đó, các tường như ý, các tường là chẳng có việc xấu, như ý là tại tâm như ý. Vị này hiện ra khắp các hiện tượng các tường, nếu ai gặp được vị này thì chắc chắn sẽ các tường sẽ khoái lạc. Vị này đắc được tự tại thâm hậu phi thường, trong tâm có sự cảm giác hoan hỷ. Ai nghe được lời nói và âm thanh cũng đều vừa ý, đều vui mừng đó là môn giải thoát vị này đắc được. Vị này là thiện tri thức thứ 36 của thiện tài đồng tử, cũng là thiện hữu hiện tiền địa đã chứng được địa thứ sáu của Bậc Bồ Tát. Chủ dạ thần phổ phát thụ hoa, được môn giải thoát quang mình đầy khắp hoan hỷ tạm rộng lớn. Vị phổ phát thụ hoa chủ dạ thần này khiến cho tất cả cây cối đồng thời nở hoa. Môn giải thoát của vị này đắc được là phóng quang minh đầy khắp pháp giới và còn đắc được hoan hỷ tạng rộng lớn, tức cũng là hoan hỷ vô cùng vô tận. Vị này là thiện tri thức thứ 37 của thiện tài đồng tử, tức cũng là thiện hữu viễn hành địa đã chứng được địa thứ bảy của bậc Bồ Tát. Chủ dạ thần bình đẳng hộ dục, được môn giải thoát cai ngộ chúng sinh khiến cho căn lành thành thục vị bình đẳng hộ dục chú chú thần này bình đẳng bảo hộ và giáo dục đối với tất cả chúng sinh chẳng có tâm phân biệt do đó mắt từ trong chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được khai ngộ và chứng quả bình đẳng vị này đắc được một giải thoát khai ngộ chúng sinh khiến cho chúng sinh khai mở trí kiến của Phật ngộ trí kiến của Phật vào trí kiến của Phật tức cũng là khai thị ngộ nhập trí kiến của Phật khiến cho tất cả chúng sinh không trồng căn lành thì khiến cho họ trồng người đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục đã thành thục thì khiến cho họ được giải thoát vị này thường khiến cho căn lành của chúng sinh được thành tựu viên mãn và muốn giải thoát này vị này là thiện tri thức thứ 38 của thiện tài đồng tử tức cũng là thiện hữu bất động địa đã chứng được địa thứ 8 của bậc bồ tát chủ dạ thần du hí khoái lạc được một giải thoát vô biên từ cứu hộ chúng sinh vị du hí khoái lạc chủ dạ thần này thích du hí và khoái lạc giống như trong đạo tràng của chúng ta có những trẻ em chạy qua chạy lại chơi đùa chúng cho rằng đó là chơi vui đó là du hí trẻ con đến đây chẳng nghe kinh và chỉ đùa giỡn chạy la ồn ào đó là khoái lạc chúng ta chúng sinh ở trong thế giới này cũng thế Chư Phật Bồ Tát xem chúng ta cũng như trẻ con, chạy nhảy đùa giỡn suốt ngày điên đảo thị phi, chúng ta đều cảm thấy là khoái lạc. Vì chúng sinh thích du hí khoái lạc, cho nên vị chủ dạ thần này dùng sự du hí khoái lạc để giáo hóa chúng sinh, để khai đạo chúng sinh. Vị này đắc được một giải thoát vô biên từ cứu hộ chúng sinh, dùng vô biên từ để ái hộ tất cả trẻ con có những vị cư sĩ thấy có trẻ con thì không vui, cho nên không đến nghe kinh. họ không những chẳng đến nghe kinh, mà còn kêu người khác cũng đừng đến nghe kinh. thật ra dù không có trẻ con họ cũng không đến nghe kinh, cũng không đến nghiên cứu Phật pháp. đó là khéo từ chối mà thôi. vậy họ nghiên cứu gì? nghiên cứu nhảy đầm, nghe âm nhạc, xem truyền hình. họ dồn hết thời giờ vào những việc suy hí vô ích, cho rằng đó là khoái lạc. Bây giờ có những người tại gia và xuất gia rất tệ hại. Họ chẳng tinh tấn, không lại Phật, không nghe kinh, không nghiên cứu Phật Pháp. Ngược lại còn ganh ghét người khác đến đây nghe kinh, nghe Pháp. Còn khuyên họ đừng đến vô trì vô thức. Nghe họ nói thế, bèn tin. Cho rằng họ nói có lý. Họ nói trẻ con ở trong đạo tràng. Vừa khóc vừa la ồn ào, sư phụ giảng kinh lại nghe không rõ, không bằng ở nhà xem truyền hình, còn quá lạc hơn, Thật ra đó là mượn cớ không đến nhà kinh Thứ người này họ vốn chẳng muốn tu học Phật Pháp Còn làm ảnh hưởng đến người khác không học Phật Pháp Cho nên mới có tư tưởng như thế Thật là dẫn người vào địa ngục Dẫn người vào đường tà Cho nên các vị phải chú ý tại người này Đừng để mắc lừa họ mà thối đạo tâm Vô biên tử tức là tha thứ cho người Bất cứ ai khinh thường ta hoặc phỉ báng vô cáo đều phải nhẫn nại Giống như trẻ con khóc, đừng đánh nó, cũng đừng chửi nó. Dùng lời từ bi để nói với nó thì từ từ nó sẽ hết khóc, đó là vô biên từ. Chủ dạ thần chưa cần thường hỉ, được một giải cát, môn đại bì hiện khắp trang nghiêm. Vị chưa căn thường hỉ chủ dạ thần này, mặt tại mũi lưỡi thân ý các căn, luôn luôn biểu hiện sự hoan hỉ. Sự hoan hỉ này là pháp hình sùng mãn, nhãn căn thấy được pháp thì đắc được pháp hỷ sùng mãn. Nhĩ cần mà nghe được pháp thì đắc được pháp hỷ sung mãn, tĩ cần mà ngửi được pháp thì đắc được pháp hỷ sung mãn, thiệt căn mà nếm được pháp thì đắc được pháp hỷ sung mãn, thần cần mà giác được pháp thì đắc được pháp hỷ sung mãn, ý căn mà biết được pháp thì cũng đắc được pháp hỷ sung mãn, cho nên gọi là chư căn thường hỷ chủ dạ thần. Tâm tử bi của vị này rất lớn, luôn luôn giáo hóa chúng sinh, bạn nên bố thí tất cả pháp để gia bị cho tất cả chúng sinh hoặc khiến cho chúng sinh ở trong mộng đạt được lợi ích pháp thí hoặc là trong sự ngồi nằm cũng đạt được lợi ích pháp thí vị này thí pháp âm bình đẳng khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề cải ác hướng thiện chữ trừ của trừ căn này có thể làm từ trợ ngữ để nói từ trợ ngữ là nói một căn tức là nói riêng về nhãn căn thường hỉ. Vậy vừa mới giảng chư căn là nói nhãn nhĩ tĩ thể thân ý sáu căn, bây giờ lại nói là nhãn một căn. Nếu nói riêng nhãn căn, tức là từ trợ ngữ, trừ tức là chỉ một, cho nên nói nhãn căn thường thường hoàn hỉ. Vị chủ dạ thần này làm việc ban đêm. Làm việc gì ban đêm, vị này dùng pháp thí để cứu hộ tất cả chúng sinh, cho nên đắc được bôn giải thoát hiện khắp tất cả các nơi để trang nghiêm cõi Phật tất cả công đức của vị này làm đều hồi hướng cõi nước chư phật mười phương đều trang nghiêm cõi nước chư phật trong mười phương đó gọi là dùng sự trang nghiêm cho phật mà tự trang nghiêm cho mình trang nghiêm cõi nước chư phật tức là trang nghiêm cõi nước chính mình tại sao vì khi tương lai thành phật thì cõi nước của mình càng tô điểm trang nghiêm mỹ lệ vì phát tâm lớn vô lượng vô biên không thể tả cho nên đắc được sự trang nghiêm cũng vô cùng vô tận không thể tả vị này dùng môn đại bi trang nghiêm để phổ độ tất cả chúng sinh. Đại bi tức là cứu khổ chúng sinh, khiến cho chúng sinh để khổ được vui. Vị này dùng pháp môn này minh bạch được cảnh giới này mà đắc được môn giải thoát này. Vị này dùng môn đại bi hiện thân trang nghiêm để cảm hóa chúng sinh cho nên có câu chuyện Thạch ốc lưu ảnh, độc long hoa tâm. Phật nói với tôn giả An Nam rằng trước kia như lai đến núi cổ tiên, nước Na Càn Ha La tại rừng Hoa đảm Bạc bên hồ của rồng độc ở phía sau suối thành Đền hòa. Ở trong động La Sát có 5 con quỷ La Sát biến hóa làm lòng nữ và thông dâm với rồng độc. Rồng độc làm mưa đá khiến cho quỷ La Sát chạy tán loạn, do đó tạo thành tai nạn đói khát và bệnh ôn dịch. Hoạn nạn trải qua hơn 4 năm, vì quốc vương sợ hãi bèn khấn vái thần linh nhưng chẳng kết quả. Lúc đó có vị phạm trí tán thán công đức của Phật, cho nên vị quốc vương mới đốt hương khấn vái ở xa thỉnh Đức Như Lai. Như Lai nhận sự thỉnh mời của quốc vương Phất Ba Phù Đà, nước Na Cản Ma La, thì hiện thần thông biến hóa rộng lớn, quỷ la sát và rồng độc đều thọ sự cảm hóa cải tả quy tránh. Lúc đó Long Vương quỷ chắp tay ở trước Phật, thỉnh Phật ở lâu chỗ này, nói nếu Phật không ở, thì tôi sẽ phát tầm ác không thể đắc được vô thượng bồ đề, cho nên Phật mới hứa khả mà không rời hang rồng. Một lần nọ, Phật nhận lời mời của Long Vương vào thành giáo hóa, du hành đến những nơi mà đã từng hành Bồ Tát Đạo trong quá khứ. Lúc đó các loài rồng thấy được Phật muốn bỏ đi, mới khóc lóc thỉnh cầu Đức Phật từ bi ở lâu. Bèn nói với Phật, tại sao muốn bỏ chúng tôi mà đi, mỗi ngày tôi không thấy được tôn dung của Phật thì sẽ làm việc ác, chắc sẽ phải đoạn vào ba đường ác. Lúc đó Phật an ủi Long Vương nói, ta đã nhận sự thỉnh cầu của nhà ngươi rồi, ngồi ở trong hang của nhà ngươi một ngàn năm trăm năm. Được Phật nói xong bèn vọt thân nhập vào trong đá, tượng đó sáng rõ như gương, do đó các loài rồng luôn luôn thấy được Đức Phật ngồi kết già ở trên vách đá bóng hiện ra ngoài. Nhờ đó loài rồng chắp tay vui mừng, về sau không ra khỏi nơi đó chủ dạ thần thị hiên tịnh phước được một giải thoát khiến khắp tất cả chúng sinh đầy đủ sự vui thích vì thị hiện tịnh phước chủ dạ thần này thường thị hiện ra cõi nước thanh tịnh chúng sinh có phước đức đều được độ đến bờ kia vậy chúng sinh chẳng có phước đức thì không được độ chăng cũng được độ nhưng thời gian phải chậm một chút chẳng phải được độ cùng lúc trước hết độ chúng sinh bậc thượng sau mới độ chúng sinh bậc trung, cuối cùng thì độ chúng sinh bậc hạ, độ có thứ tự. Thị hiện cũng như thế, trước hết thị hiện cõi thành tịnh, sau mới thị hiện cõi nước nửa tịnh nửa uế, cuối cùng thị hiện cõi đời ác năm trược. Đời ác năm trược là thế giới của chúng ta đây. Năm trược là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, năm thứ cấu trược, vì có năm thứ không thành tịnh cho nên ảnh hưởng thế giới của chúng ta đang ở, thành là đời ác nằm trưởng. Vì trụ giá thần này, hiện sức đại thần thông quan sát khắp tất cả chúng sinh, ai có duyên chín mùi, thì đi độ chúng sinh đó, chúng sinh cơ duyên chưa chín mùi, thì phải chờ đợi, chúng sinh can tánh kém nhất, thì đợi cuối cùng mới độ. Tóm lại, bất cứ căn lành lợi hoặc hạ liệt đều được độ xong chia ra độ trước độ sau mà thôi phàm là việc chúng sinh ưa thích thì vị chủ dạ thần này sẽ khiến cho họ mãn nguyện. Ví như bạn thích chó thì cho bạn một con chó xinh đẹp, bạn thích mèo thì cho bạn một con mèo đáng mến. Có người nói, Pháp sư giảng Pháp gì vậy? Tức là giảng Pháp chó mèo, độ người không được thì độ chó mèo cũng không sai. Bạn đừng khinh thường chó mèo. Phật Thích Ca trong quá khứ vừa làm chó vừa làm mèo vừa làm nai vừa làm rồng, cho nên tại Ấn Độ còn có cổ tích lộc giã huyền. Các bạn đừng xem thường tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Trên thế gian này, những gì con người mong muốn mà được mãn nguyện thì vui vẻ, còn không được điều mà mình mong muốn thì buồn giàu, đó là việc thường tình. Trừ khi người tu hành đã đến nhà rồi thì miễn bàn vị chủ dạ thần này đạt được môn giải thoát này chỉ cần chúng sinh thích gì thì vị này nhất định sẽ làm cho họ tùy tâm mãn nguyện bây giờ chủ dạ thần phổ đức tịnh quang nương oai lực của đức phật quán khắp tất cả chúng chủ dạ thần mà nói ra bài kệ lúc đó là lúc nào tức là khi vị thị hiện tịnh phước chủ dạ thần nói kinh trường hàng xong rồi thì lúc đó vị phổ đức tịnh quang chủ dạ thần nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp tất cả đại chúng chủ dạ thần mà nói ra bài kệ để tán thán Phật. Các ông hãy quán Phật tu hành, rộng lớn tịch tĩnh như hư không, biển dục vô tận đều trị tịnh, lê cấu đoàn nghiêm chiếu mười phương. Các ông hãy quán Phật tu hành, vị phổ đức tịnh quang chủ dạ thần nói. Các ông hãy quán sát hạnh môn tu hành của Phật, những pháp môn Phật tu hành là khó hành mà hành được khó nhẫn mà nhẫn được người chịu khổ không được mà ngài chịu được hạnh người tu không được mà ngài tu được cho nên hãy quan sát những khổ hạnh khó hành của phật tu đây chẳng phải nói suông là được mà phải y phát tu hành tự mình hỏi mình phật tu khổ hạnh khó hành mà tu được ta có thể tu được chăng chẳng phải chỉ quan sát là xong mà phải thực hành nếu không thể y phát tu hành thì nên sinh tâm sám hối. Rộng lớn, tịch tĩnh như hư không. Hạnh môn của Phật tu là rộng lớn nhất, tịch tĩnh nhất, giống như hư không. Hư không thì rộng lớn, không bờ mé. Hư không thì tịch tĩnh, không âm thanh. Tướng của hư không là rộng lớn mà tịch tĩnh. Phật chẳng có sự chấp trước, tu mà không tu, chứng mà không chứng. Không tu không chứng, không chấp trước, cho nên giống như hư không. Hư không thì chẳng có tướng, nhưng không lìa tất cả tướng cũng là tức tất cả tướng lìa tất cả tướng biển dục vô tận đều trị tịnh dục vọng của con người chẳng có bờ mé cũng chẳng biết đủ do đó nhân tâm bất túc xả thôn tượng dục niệm của con người chẳng có khi nào ngừng nghỉ không bờ bến giống như biển cả cho nên gọi là biển dục biển dục của chúng sinh tuy nhiên chẳng có bờ bến song phật dùng phương tiện pháp môn làm cho biển dục của chúng sinh đều được thanh tịnh khiến cho chúng sinh trở về cội nguồn khôi phục lại bản lai chân diện mục khiến cho chúng sinh giác ngộ tất cả biết rõ pháp thế gian là vô thường ly cấu đoan nghiêm chiếu mười phương phật là pháp thân ly cống thanh tịnh cho nên đoan tránh trang nghiêm đầy đủ tức cũng là ba mươi hai tiếng tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân trí huệ quang minh chiếu soi khắp mười phương thế giới Bây giờ chúng ta đang giảng kinh hoàng nghiêm đại phương quảng Phật, tức cũng là nơi trí huệ quang của Phật chiếu. Tất cả thế gian đều thích thấy trong vô lượng kiếp gặp một lần, đại bi nghĩ nhớ khắp hết thầy, môn giải thoát này quán thế thấy. Tất cả thế gian đều thích thấy, tất cả thế gian dù hữu tình hay vô tình thế gian, bao quát tất cả chúng sinh trong mười phương, đều thích thấy, tức là tất cả chúng sinh đều thích thấy được Phật trong vô lượng kiếp gặp một lần song trong vô lượng vô biển đại kiếp mới có thể gặp được phật chẳng phải thường gặp được phật đại bi nghĩ nhớ khắp chúng sinh phật dùng tâm đại bi để giáo hóa chúng sinh nghĩ chúng sinh tưởng chúng sinh cho nên mới độ chúng sinh phật đều tưởng nhớ tất cả hết thảy chúng sinh khắp mọi nơi cho nên nói đại bi nghĩ nhớ khắp chúng sinh môn giải thoát này quán thế thấy môn giải thoát này Vị hỷ nhãn quán thế chủ dạ thần Thấy hiểu biết được Người tu đạo phải ngày càng tinh tấn Ngày càng có tâm thành Ngày càng có tâm sáng hối Nếu ngày càng lười biếng giải đãi Ngày càng cầu thả Tu hành như thế thì vĩnh viễn chẳng có tiến bộ Đừng nói đến sự thành tựu Phải luôn luôn giữ tránh niệm Đừng khởi vọng tưởng Đừng sinh dục niệm Nếu muốn đừng sinh dục niệm Thì trước hết phải giữ quy cụ quy cụ này chẳng phải là quy cụ của một người mà là quy cụ của mọi người. Mọi người phải giữ quy cụ vì không nương quy cụ thì không thể thành vuông tròn. do đó người tu đạo không giữ quy cụ thì cũng giống như gỗ mục không thể đẽo gọt được cùng đạo lý ấy. nếu làm thầy tỳ kheo mà không giữ quy cụ thì chẳng có chút giá trị gì. thầy tỳ kheo mà không giữ quy cụ thì người tại gia học Phật Pháp với thầy tỳ kheo đó càng không giữ quy cụ. Cử chỉ hành động nói năng của thầy tỳ kheo đều là mô phạm cho người, cho nên đi đứng nằm ngồi đều phải hợp với quy cụ, đó là oai nghi đại biểu của người xuất gia. Nếu tỳ kheo khinh sư mạn Pháp, chẳng tôn trọng đối với sư phụ, cũng chẳng cung kính đối với Pháp, thì đó là làm tỳ kheo gì? Đừng nói đến muốn khai ngộ, muốn thành Phật, như thế chỉ là càng ngày càng đoạn lạc là làm tỳ kheo không hiểu quy cụ phật không bằng người tại gia người tại gia đều hiểu được quy cụ đều biết đi thỉnh pháp phải đắp y chỉ cụ ngược lại làm tỳ kheo mà không hiểu quy cụ này vậy làm tỳ kheo gì vậy tôi thấy thứ người này thật rất là đau lòng đạo sư cứu hộ các thế gian chúng sinh đều thấy ở trước họ khiến cho các cõi đều thanh tịnh hộ thế quán sát được như vậy Đạo sư cứu hộ các thế gian, đạo sư tức là sư tiếp dẫn, tức cũng là Đức Phật. Vị Phật này tức là Phật Thích Ca Mâu Ni, chẳng phải mười phương ba đời tất cả chư Phật, song mười phương ba đời tất cả chư Phật và Phật Thích Ca Mâu Ni đều cứu hộ các thế gian, cứu tất cả các chúng sinh ra khỏi biển khổ, đồng thời bảo hộ tất cả chúng sinh và tất cả hữu tình thế gian. Chúng sinh đều thấy ở trước họ Phật xuất hiện ra đời, tất cả chúng sinh đều thấy được Phật ở trước mặt họ. Để vì họ thuyết pháp, đây cũng giống như mặt trăng hiện khắp ở trong tất cả nước. Mặt trăng trong tất cả nước vẫn do một mặt trăng hiện ra. Bây giờ Phật hiện ra ở trước mặt chúng sinh, tầm của chúng sinh tức là nước. Phật là mặt trăng, nếu tầm nước của chúng sinh lắng trong không đục, thì mặt trăng sẽ hiện tiền. Do đó, Phật thị thanh lương nguyệt, thường du tất kính không, chúng sinh tâm cấu tịnh, bồ đề ảnh hiện chung. Nghĩa là Phật như mặt trăng mát mẻ, thường lơ lửng trong hư không, tầm nước chúng sinh lắng trong, bồ đề giác đạo sẽ hiện ra. Khiến cho các cõi đều thanh tịnh, Phật khiến cho tất cả chúng sinh ở trong các đường ác đều được tội diệt phước sinh, nghiệp sạch tỉnh không đều đắc được nghiệp báo thanh tịnh hộ thế quán sát được như vậy cảnh giới này vị hộ thế tinh khí chủ dạ thần quán sát được hiểu biết được sư phật tu trị biển hoan hỉ rộng lớn vô biên không thể dò nên ai thấy được đều vui thích tịch tĩnh hải âm ngộ thấy được sư phật tu trị biển hoan hỉ đức phật trong vô lượng kiếp về trước khi bắt đầu tu hành và trị lý thì tu hành hoan hỉ do đó tự cổ thần tiên vô biệt pháp, quảng sinh hoan hỷ, bất sinh sầu. Thần tiên thì chẳng còn sinh tử, các ngài đều tu hành hoan hỷ. Hạnh hoan hỷ, tức là đối với bất cứ người nào cũng luôn luôn sinh tâm hoan hỷ. Dù họ đối với mình không tốt, mình cũng sinh tâm hoan hỷ đối với họ. Tu hạnh hoan hỷ phải có tâm thường hằng mới thành tựu, chẳng phải tu 10 ngày, 20 ngày thì thành công, mà là phải tu hạnh này đời đời kiếp kiếp tức là không nóng giận đối với bất cứ ai, không sinh phiền não với bất cứ ai, chỉ tu hành tiến tới không thối lùi về sau, tinh tấn, tinh tấn, càng tinh tấn, dũng mãnh, dũng mãnh, càng dũng mãnh. Trong quá khứ, Đức Phật tu hành hoàn hỷ, thì bất cứ ai đối với Ngài không tốt, Ngài cũng đều sinh tâm hoàn hỷ, mà không sinh tâm phiền não cũng chẳng nóng giận. Chúng ta là đệ tử của Phật thì hãy y theo hạnh của Phật tu mà tu hành trong thái can đảm có mấy câu. Quang phong tế nguyệt thảo mộc hân hân, nộ vũ tật phong cầm điều thê thê, cố thiên địa bất khả nhất nhật, vô hỏa khí, nhân tầm bất khả nhất thời vô hỷ thần. Đại ý là trời chẳng có mây gió thì ánh trăng dạng soi, cỏ cây để vui vẻ hớn hở. Khi quảng phong bạo vũ nổi lên thì cầm thú chim chóc đều bị thảm thê lương. Vì nguyên nhân đó, cho nên giữa trời đất một ngày không thể chẳng có hòa khí, trong tâm con người phải luôn luôn hoan hỷ vui vẻ. Rộng lớn vô biên không thể dò, biển hoan hỷ rộng lớn chẳng có bờ bến không thể đo đường, nên ai thấy được đều vui thích. Vì nhân duyên đó cho nên chúng sinh thấy được Phật đều sinh tâm hoan hỷ vui vẻ. Tịch tĩnh hải âm ngộ thấy được cảnh giới này, môn giải thoát này vị tịch tĩnh hải âm chủ dạ thần minh bạch được cảnh giới như lai không thể lường tịch mà diễn được khắp mười phương khiến khắp chúng sinh tâm thanh tịnh thi lợi dạ thần nghe nhảy nhót cảnh giới như lai không thể lường như lai tức là không từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu bậc như lai giống như đến mà chẳng đến có đi chăng cũng chẳng đi không đến không đi cho nên gọi là như lai như lai là một trong mười hiệu của phật tức cũng là Phật. Cho nên Như Lai tức là Phật, Phật tức là Như Lai. Một số người không hiểu Phật Pháp gọi Phật là Như Lai Phật. Thật ra tức là Phật Phật, Phật Phật đạo đồng, Phật Phật đều như nhau. Phật và Phật là một thể giống như quang minh với quang minh là một. Tuy nhiên quang minh có màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu tía nhưng quang minh tương hợp đều là quang minh. Phật với Phật chẳng phân biệt đó đây cho nên mới nói ba đời mười phương Phật đều cùng một pháp thân. Tức cũng là một pháp thân, một quang minh. Phật thì một quang minh, tại sao chúng ta chẳng phải là một quang minh? Dòng quang minh chẳng phải là một, nhưng khí là một. Khí là gì? Tức là nóng giận. Bạn có nóng giận, tôi cũng có nóng giận. Y cũng có nóng giận, mọi người cũng có nóng giận. Nếu biến sự nóng giận này thành quang minh thì tốt biết bao. Nếu tiêu diệt được sự nóng giận thì là quang minh, tức là trí huệ. Tại sao con người ngu si? Vì có nóng giận. Nóng giận là do vô mình phiền não tích tập mà thành. Có sự nóng giận thật là đáng thương xót. Phải biết lửa vô minh thường thiêu đốt rừng công đức. Vì có sự nóng giận cho nên sinh tầm sân hận. Tầm sân hận sinh ra rồi thì tầm sát hại cũng sinh ra phải biết tầm sát hại trộm cắp dâm dục nói dối uống rượu đều từ vô minh phiền não nóng giận mà biến thành cho nên tôi mới nói sự nóng giận của con người là như nhau nhất là tôi là người xuất gia tầm tham dễ sợ tham gì tham sự nóng giận của người khác Tôi muốn hết thảy mọi người hãy đem tâm nóng giận bố thí cho tôi. Xong các bạn, những người Mỹ đều xả bỏ chẳng đặng, ôm ấp sự nóng giận so với trần châu đá quý còn quý hơn. Bây giờ nói với các bạn xả bỏ không được cũng xả bỏ, không xả bỏ không được. Không xả bỏ thì chẳng có phần thành Phật, nếu xả bỏ được thì sẽ có phần thành Phật tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, xong tất cả chúng sinh đều có ma tánh. Ma tánh tức là nóng giận. Bạn hãy nghĩ xem, có nóng giận thì sẽ tác quái, không có nóng giận thì trở về nguồn cội hiện ra đại quang minh tạng, bát nhã trí huệ. Tôi giảng nãy giờ quên mất thời gian, quên mất đề mục, nhưng hiện tại đề đề chưa xa lắm, bây giờ trở lại. Trở lại đâu? Trở lại cảnh giới của Phật ở trên. Có người nói, hòa thượng có hiểu biết cảnh giới của phật chăng tôi chỉ hiểu biết chút chút cảnh giới của phật nhưng không nhiều người khác lại hỏi tại sao nó hiểu biết chút chút vì cảnh giới không thể lường được chẳng có số lượng chẳng có bờ bến hoặc là không thể nói không thể nói tôi chỉ hiểu được cảnh giới không thể nói cảnh giới này tức là chỗ tôi biết nếu bạn truy cứu gốc rễ thì cứu kính không thể nói có người lại hỏi tất nhiên là không thể nói sao còn phải nói tôi cũng không thể nói bạn cũng không cần hỏi tôi cũng không thể nói đó là cảnh giới của phật bạn cũng không cần hỏi đó tức là cảnh giới của phật Biết được chút chút này thì khá rồi, đừng biết quá nhiều, quá nhiều thì có phiền não. Lại có người hỏi chút chút này là gì? Tức là phá vô minh hiển pháp tánh. Phá được vô minh thì pháp tánh tự nhiên sẽ hiển hiện ra. Đó tức là chút chút cảnh giới của Phật. Mình bạch được cũng là cảnh giới của Phật. Tất cả tất cả đều là cảnh giới của Phật. Nếu không mình bạch cũng là cảnh giới của Phật bất quá bạn không biết tạm thời chẳng thấu hiểu mà thôi đó là đạo lý cảnh giới của phật không thể lường tịch mà diễn được khắp mười phương cảnh giới của phật là tĩnh lặng không động cảm mà toại thông tĩnh lặng không động mà chẳng có tướng tịch diệt cảm mà toại thông mà chẳng có tướng động cho nên mới nói tịch mà diễn được khắp mười phương, nghĩa là không động đạo tràng, mà khắp cùng pháp giới, đạo tràng vì tịch mà diễn được, ở trong tĩnh lặng, Phật vì chúng sinh trong mười phương pháp giới mà diễn nói diệu pháp. Chúng ta đến chỗ này thì chỗ kia chẳng có, đến chỗ nọ thì chỗ này chẳng có, vì không thể phân thân cho nên không thể tịch mà diễn được. Động tức là ngồi máy bay đến nơi nào đó để diễn nói hoặc ngồi thuyền đến nơi đó để diễn nói. Phật có trong ngàn ước hóa thân cho nên tịch mà diễn được, không cần mua vé máy bay hoặc tàu mà đến khắp cùng mười phương thế giới vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Có người nói, đó thật là quá thần diệu, nhưng bây giờ là thời đại khoa học, con người đi đến được mặt trăng mà còn giảng như thế, thật là không thực tế. Tất nhiên bạn nói điều này không thực tế, vậy bạn hãy đi tìm thực tế. Tôi tin rằng bạn tìm chẳng được. Tự tánh của chúng ta có sự dịu dụng như vậy. Xong bạn chẳng minh bạch được đạo lý này. Giống như trong túi áo của bạn có hạt minh châu, mà bạn chẳng biết dùng nó, tuy là có mà giống như không có. Nếu bạn dùng được nó thì ngàn biến vạn hóa, tùy tâm mãn nguyện, nhưng bạn phải biết dùng. Nếu không dùng được thì như ý cũng không như ý, còn dùng được thì không như ý cũng như ý tại sao chúng ta có vô minh vì ý chẳng thành tịnh tại sao chúng ta có phiền não vì ý chẳng thành tịnh nếu ý thành tịnh thì vô minh cũng phá tan phiền não cũng dứt vô minh không thể phá tan thì phiền não không thể dứt tại sao vì phiền não phải biến biến gì biến phiền não thành bồ đề phá vô minh thành trí huệ nếu đoạn được phiền não làm sao biến thành bồ đề cho nên không cần đoạn trừ mà biến nó thành bồ đề phiền não tức là không minh bạch mới hy sinh phiền não bồ đề tức là minh bạch mới hy sinh bồ đề ví như bằng là phiền não nước là bồ đề chẳng phải bảo đem bằng nấu cho khô sạch thì gọi là đoạn phiền não không phải vậy hãy làm cho bằng tàn thành nước Do đó, băng tức là nước, nước tức là băng, phiền não tức là bồ đề, bồ đề tức là phiền não. Tóm lại, bạn minh bạch tức là bồ đề, bạn hô đô tức là phiền não. Phiền não và bồ đề chẳng hai mà là một, cho nên đừng đầu đã thêm đầu, ở ngoài phiền não đi tìm bồ đề. Kinh văn ở trên nói khắp mười phương, phiền não cũng khắp mười phương, bồ đề cũng khắp mười phương, trí huệ quang minh của Phật cũng khắp mười phương, đó đều có mối quan hệ với nhau. Tại sao nói phiền não vô minh nóng giận đều khắp mười phương? Lý này rất đơn giản, vì trong mười phương đều có chúng sinh, có chúng sinh thì có phiền não vô minh nóng giận, bồ đề cũng như thế, cũng khắp mười phương có chúng sinh thì có tánh bồ đề đánh bồ đề tức là phật tánh do đó tất cả chúng sinh đều có phật tánh đều có thể thành Phật khiến khắp chúng sinh tâm thanh tịnh trong kinh Hoa nghiêm có câu nếu ai muốn biết cảnh giới Phật hãy tịnh ý mình như hư không bạn muốn minh bày cảnh giới của Phật thì hãy làm cho ý thanh tịnh thanh tịnh như hư không dù một cũng chẳng chỗ thành tịnh bị bụi khói làm ô nhiễm tùy hư không bị ô nhiễm đó là tính tạm thời từ từ sẽ thanh tịnh không khí không thanh tịnh không lâu thì sẽ thanh tịnh phật khiến cho ý thức của tất cả chúng sinh được thanh tịnh chẳng có chút ô nhiễm tồn tại thi lợi dạ thần nghe nhảy nhót thì lợi tức là phổ hiện các tường vị dạ thần này nghe được cảnh giới không thể tả này mà vui mừng nhảy nhót do đó nghe pháp tâm quá đỗi vui mừng mà nhảy múa Tôn giả Đại Ca Diếp là đệ tử lớn của Đức Phật, chuyên tu khổ hạnh, cho nên xưng là đầu đà đệ nhất. Tôn giả nghe được pháp diệu quá êm tai, chẳng kiềm chế được, bèn nhảy múa lên, cho nên pháp khiến cho ngu si chuyển thành trí huệ. Mục đích chúng ta học Phật Pháp là học trí huệ. Có trí huệ rồi thì sẽ không tạo các nghiệp ác mà tạo các nghiệp thiện, vì có trạch pháp nhãn phân biệt được thiện và ác, đó là tác dụng của trí huệ bày pháp tịch diệt địa trần cấu phật mở bày cho chúng sinh vô phước phải lìa bỏ tất cả nhiễm trước nhiễm trước tức là trần cấu trần cấu thì không thanh tịnh tức cũng là đầy ác năm trưởng trần cấu nhiều thì sẽ đoạn lạc đọa đi xuống tức là trần cấu đọa lạc vào đâu vào ba đường ác bụi trần tuy nhiên từng hạt từng hạt xong nhiều rồi thì trọng lượng cũng không nhẹ, cho nên phải lìa khỏi sự bám níu. Sự bám níu tức là nghiệp chướng, lìa khỏi nghiệp chướng thì đắc được phát tịch diệt. Phổ phát hoa thần ngộ môn này, đạo lý vừa giảng ở trên, vị phổ phát thụ hoa chủ dạ thần, minh bạch cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Đại thần thông hiện khắp mười phương, tất cả chúng sinh đều điều phục cặp lại sát tướng đều khiến thấy bình đẳng hộ dục quán sát được đại thần thông hiện khắp mười phương phật có thể hiện thần thông rộng lớn khắp trong mười phương tại sao phải hiện khắp thần thông rộng lớn vì muốn độ khắp chúng sinh khiến cho họ liều khổ được vui tất cả chúng sinh đều điều phục hết thải chúng sinh không dễ gì điều phục trong kinh địa tạng nói chúng sinh ở cõi nam diêm phù đề càng cường khó điều khó phục các loại sắc tướng đều khiến thấy và thị hiện đủ loại pháp thân tại sao vì khiến cho chúng sinh thấy được thân của phật mới hy tín ngưỡng Phật pháp trong kinh Pháp Hoa nói đáng dùng thân gì độ được thì hiện ra thân đó mà vì họ thuyết pháp bình đẳng hộ dục quan sát được cảnh giới này vị bình đẳng hộ dục chủ dạ thần quan sát được mà vào môn giải thoát này mỗi niệm của như lai xưa kia đều tịnh phương tiện biển từ bi cứu hộ khắp hết thầy thế gian giải thoát này của phước lạc thần mỗi niệm của như lai xưa kia phật ở trong vô lượng kiếp quá khứ mỗi niệm đều không quên cứu độ chúng sinh khiến cho chúng sinh đều khổ được vui đều tịnh phương tiện biển từ bi tù pháp môn phương tiện này đều hoàn toàn thanh tịnh dùng phương tiện để tăng trưởng tâm từ bi dùng tâm tử bi để trợ giúp phương tiện tường trợ lẫn nhau tử bi nhiều thì giống như biển cả cho nên gọi là biển tử bi cứu hộ khắp hết thảy thế gian phật vì cứu hộ chúng sinh hữu tình thế gian nơi nào có chúng sinh thì phật đều thể hiện pháp thân hoặc hóa thân trên thế gian chẳng có nơi nào mà phật không hiện thân phật là đạo sư vĩ đại nhất từ bi nhất Ngài tuyệt đối không bỏ một chúng sinh nào, dù chúng sinh này đã tạo ác nghiệp, chứng che bản tâm, không phàm nạp thọ, thế mà Phật cũng nguyện cứu hộ họ. Hạnh của Phật là không thể giáo hóa mà giáo hóa, không thể độ mà độ hóa. Vì tinh thần vĩ đại, nguyện lực vĩ đại, từ bi vĩ đại này cho nên cứu hộ khắp hết thầy thế gian. Giải thoát này của Phước Lạc Thần Môn giải thoát này, vị du hí khoán lạc chủ dạ thần đã chứng nhập được. Chúng ta có muốn vào muốn giải thoát này chăng? Nếu muốn vào thì có thể vào, không muốn vào thì không thể vào. Tại sao? Vì tất cả đều do tâm đạo. Do đó, người có trí việc tất thành. Chí muốn thành Phật thì sẽ thành Phật, chí muốn thành Bồ Tát thì sẽ thành Bồ Tát. Hãy xem trí nguyện của bạn để quyết định, môn giải thoát này ai ai cũng có cơ hội vào. Nếu chẳng có hy vọng, thì phật giảng pháp môn này để làm gì mục đích của phật nói pháp là dạy chúng sinh đi pháp tu hành nếu không ý pháp tu hành thì pháp vốn chẳng có ích gì tất nhiên phật nói ra môn giải thoát này thì bạn tôi họ đều có tư cách vào môn này song phải phát tâm tinh tấn dũng mãnh tiến về trước đừng lùi về sau như vậy thì sẽ có hy vọng vào môn giải thoát này chúng sinh ngu xì thường loạn trượt tâm họ cứng độc rất đáng sợ như này thường xót mà ra đời chỉ cần thường hỷ thần ngộ được chúng sinh ngu si thường loạn trưởng chúng sinh tức là phật phật tức là chúng sinh đừng ở ngoài chúng sinh mà đi tìm phật cũng đừng ở ngoài phật mà đi tìm chúng sinh cho nên mười pháp giới không niệm một tâm niệm một tâm niệm đầy đủ mười pháp giới do đó tâm phật và chúng sinh là ba chứ chẳng khác biệt đó là chúng sinh Ngu si tức là trí huệ, trí huệ tức là ngu si. Đạo lý này không dễ gì hiểu được, ví như bề mặt bàn tay và bề trái bàn tay. Chuyển qua được tức là trí huệ, không chuyển qua được tức là ngu si. Ngu si và trí huệ là một thể hai mặt. Nếu hiểu thì là trí huệ, không hiểu thì là ngu si, chẳng có diệu lý gì thâm áo, cho nên đừng đầu lại thêm đầu, ở ngoài ngu si đi tìm trí huệ và ngoài trí huệ lại đi tìm ngu si. Đạo lý này tức là tâm và chúng sinh cả ba không khác biệt. Phiền não tức bồ đề, bồ đề tức phiền não, phiền não tức là ngu si, bồ đề tức là trí huệ. Cho nên phiền não và bồ đề là hai mà chẳng hai, chẳng hai mà hai. Nói ra lời này giống như chẳng có ý nghĩa là bao, tức là ở trong cái chẳng có đại ý nghĩa lại có đại ý nghĩa. Nếu riêng ngoài tìm cái có đại ý nghĩa, thì đó tức là đầu lại thêm đầu, giống như sự ngu si của diễn nhã đạt đa trong kinh lăng nghiêm. Chạy khắp các đường phố đi tìm đầu, gặp người bèn hỏi, đầu của tôi chạy đi đâu mất rồi? Thường loạn trưởng, tức là thường hỗn loạn mà ô trưởng, nghĩa là không thành tịnh, thường và ngắn đều khác nhau, xong kéo dài một niệm, làm tám vạn kiếp, thu tám vạn kiếp lại làm một niệm chẳng có mục đích nhất định là thường là ngắn, tự nhiên chẳng có thường và ngắn, vậy tại sao phải nói thường loạn trược? Đó là đối với tư tưởng của chúng sinh mà nói, nếu nói ra thường loạn trược thì chúng sinh nghĩ ta phải ngắn loạn trược, ngắn lại, ngắn đi thì chẳng có, tức là ý nghĩa này. Tôi là pháp sư không biết giảng kinh cũng chẳng biết giảng dài xong tôi dùng tri kiến Gu Si của tôi để giải thích Diệu pháp của Như Lai. Tận hết sở tri kiến của tôi giảng ra để làm tư liệu cho mọi người tham khảo. Tâm họ cứng độc rất đáng sợ, độc này không thể phá hoại, giống như sự cứng rắn của đá kim cương, bất cứ vật gì cũng không thể phá hoại được, cho nên gọi là cứng độc. Sự cứng độc này ở đâu? ở trong tâm của chúng ta. Làm sao tâm sinh ra cứng độc? vì do tham sân si mà có, cho nên gọi là ba độc, chỉ có sự ngu si thì chưa có vấn đề là bao. Lão tử nói trí huệ xuất hữu đại ngụy. Nếu bạn ngu si thì chẳng hư ngụy, người có trí huệ mới làm điều hư ngụy. Lão tử đã từng nói đoạn này, đại đạo phế hữu nhân nghĩa, trí huệ xuất hữu đại ngụy, lục thân bất hòa hữu hiếu tử, quốc gia hỗn loạn hữu trung thần. Tâm của chúng ta vì quá thông minh cho nên mới có hư ngụy. Nếu ngu si thì chẳng có hư ngụy, nhưng ngu si không thể đầy đủ tham sân si ba độc. Nếu ba độc đầy đủ thì tâm cứng độc rất đáng sợ. Có gì đáng sợ vì sớm phải đoạn địa ngục. Có thể nói không đáng sợ chăng? Nếu làm ngạ quỷ, có thể nói không đáng sợ chăng? Nếu biến thành súc sinh, có thể nói không đáng sợ chăng? Nếu có người cho rằng không đáng sợ, vậy đừng ngại hãy thử xem cứu kính đáng sợ hay chẳng. Như lại thường xót mà ra đời, như lại thường chúng sinh như mẹ thương con, chúng sinh ở thế giới này tác quái, khi thì sinh về cõi trời, khi thì làm người, khi thì làm quỷ, khi thì làm atula, khi thì làm súc sinh, khi thì đoạn địa ngục, dù hí ở trong xó nẻo, trôi nổi ở trong luân hồi mà không biết về nhà, như lại ở cõi thường tịch quang đợi chờ, đợi rất lâu mà cũng chẳng thấy trở về, cho nên mới đến thế giới của chúng ta, đến nơi chúng ta ở để làm gì? Thương xót chúng sinh, giờ đầu bạn, giờ đầu tôi, giờ đầu họ, đó là giờ đầu gia bị. Nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, các con sớm tỉ ngộ, đừng tham luyến hồng trần, mau trở về cõi thường tịch quang, đó là như lai thương xót chúng sinh mà xuất hiện ra đời. Cõi Phật chia ra làm bốn thứ, một cõi phàm thánh đồng ở, tức là nơi thánh nhân và phàm phu cùng ở với nhau. Hai cõi phương tiện hữu dư, tức là nơi thanh văn và duyên giác ở. Ba cõi thật báo tràng nghiêm, tức là nơi Bồ Tát ở. Bốn cõi thường tịch quang, là nơi chư Phật ở. Chư căn thường hỷ thần ngộ được, vị chư căn thường hỷ trụ dạ thần ngộ được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này vị chủ dạ thần này đã phát bổ đề tâm, chẳng có tư tưởng ích kỷ, không muốn tự lợi mà muốn lợi tha, cho nên nói lại môn giải thoát này. Để cho tất cả chúng sinh đều nghe, mỗi chúng sinh đều muốn nghe môn giải thoát này. Bạn nào muốn vào môn giải thoát này chăng? Rất hoàn nghênh. Bất cứ ai vào cũng đều chẳng có vấn đề, hoàn nghênh mọi người đều vào, nguyện tất cả chúng sinh đồng vào môn bát nhã ba la mật hoàn nghênh tất cả các vị thiện tri thức đồng vào môn bát nhã ba la mật xưa phật tu hành vì chúng sinh tất cả mong cầu đều khiến đủ do đó thành tựu công đức tướng thị hiện tịnh phước vào môn này xưa phật tu hành vì chúng sinh phật tức là đức phật thích ca cũng là mười phương ba đời tất cả chư phật vì phật phật đồng nhau một vị phật tức là tất cả phật tất cả phật là một vị phật Phật và Phật giống như quang mình với quang mình, quang quang hợp với nhau, Phật Phật đồng nhau. Xưa tức là trước kia khi mỗi vị Phật chưa thành Phật, hoặc gọi là xưa kia tức cũng là thời gian vô lượng kiếp. Tu hành tức là tu trần hành đạo, đời đời kiếp kiếp đều tu hành như thế. Trước kia, khi chưa thành Phật, dù việc rất nhỏ cũng chú ý cẩn thận, tụ ý thành nhiều, từ từ biến thành đại tu hành. Đại tu hành lâu dần, thành pháp thân vạn đức tra nghiêm cuối cùng thành phật tu hành tự mình hiểu chân lý giác ngộ chân lý vẫn không quên chúng sinh khiến cho chúng sinh cũng giác ngộ đó là tư tưởng tự giác giác tha của Bồ Tát Bồ Tát có ba mục tiêu lớn là tự độ độ tha tự lợi lợi tha tự giác giác tha tóm lại tất cả đều vì lợi ích chúng sinh tuyệt đối không vì lợi ích cho chính mình giác ngộ có bắt đầu có giữa có cuối tức cũng là tự giác giác thà giác mãn cuối cùng đắc được giác hạnh viên mãn lúc đó tự giác cũng viên mãn giác thà cũng viên mãn tám vạn bốn ngàn pháp môn đều tu hành viên mãn tại sao phải như thế vì muốn độ chúng sinh cho nên Phật mới tu hành tại sao Phật không có việc tìm việc làm đã thành Phật rồi thì ngồi tại đó tiếp nhận sự cúng dường của tất cả chúng sinh không tốt chăng, bất tất phải đi cứu độ chúng sinh, vì Phật thấy tất cả chúng sinh với mình là một thể, cho nên phải độ mọi người đều thành Phật, đó là hoài bão của Phật. Bất cứ chúng sinh không nghe lời như thế nào, Phật cũng không thay đổi, vẫn thường xót chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Làm thế nào Phật cứu độ chúng sinh? Ở dưới đây đã nói ra, tất cả mong cầu đều khiến đủ tất cả những gì trong tâm của chúng sinh ưa thích, Phật đều khiến cho họ toại tầm mãn nguyện. Nguyện vọng của chúng sinh đầy đủ thì sẽ cảm tạ công đức Phật, thì sẽ gần gũi tam bảo mục đích Phật tu hành là muốn độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khỏi biển khổ, chỉ cần quay đầu thì đến bờ kia, do đó chọn thành công đức tướng. Vì Phật muốn cứu độ chúng sinh cho nên khiến cho chúng sinh đầy đủ mãn nguyện, chính phần cũng đắc được công đức tướng. Công đức tướng là gì? Do nhân duyên này cho nên thành tựu đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp trang nghiêm tướng tốt mà làm đạo sư của trời người. Những công đức tướng này đều do quá khứ tu hành mà thành tựu. Nếu có một pháp môn tu hành không thành tựu, thì công đức tướng trang nghiêm này cũng không viên mãn. Nếu nói như thế, thì có tướng chăng? Phật là vô tướng. Tất nhiên là vô tướng, sao còn nói công đức tướng? Nếu Phật vô tướng, vậy bạn lại tin Phật gì? Phật là vô tướng, vô bất tướng, chẳng có tướng, vẫn tích tập tất cả tướng. Vì tích tập tất cả tướng, thì trong đó bao quát có công đức tướng. Thị hiện tịnh phước vào môn này, môn giải thoát này. Vì thị hiện tịnh phước chủ giả dạ thần, thấy rõ mà ngộ nhập. Bốn câu kệ này đã giảng sơ lược xong, nếu giảng tỉ mỉ vẫn chưa giảng hết. Đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm là đầy khắp pháp giới. Nghĩa lý của mỗi câu kể đều đầy khắp pháp giới, đầy đủ tám vạn bốn ngàn pháp môn. Cho nên nếu giảng tỉ mỉ thì hết thủa kiếp vị lai cũng không thể giảng hết được. Tôi chỉ có thể nói chút chút này, nếu nói nhiều tôi cũng không hiểu. Tuy nhiên nghĩa lý rộng lớn, dòng trí thức của tôi có hạn, không thể giảng nhiều. Vậy tại sao tôi nói có nhiều nghĩa lý như thế? Vì khuyên các bạn tự đi nghiên cứu, tự phát huy, tự tìm ở trong thật tạo. Vì nguyên nhân đó cho nên tôi mới giảng chút chút. Xong người nghe kinh tất phải nghiên cứu minh bạch chút chút đạo lý này thì được ích lợi chẳng nhỏ. Nếu chút chút đạo lý này mà không hiểu thì làm sao hiểu vô lượng vô biên đạo lý? Tuy nhiên thường nói một làm vô lượng, vô lượng là một. Nhưng thế nào là một làm vô lượng, thế nào là vô lượng làm một. Đạo lý này dạy bạn tự mình đi thể nghiệm, đi lĩnh hội. Giống như ăn đồ ăn, có ăn mới no, không ăn thì không no. Ăn rồi mới biết mùi vị, trước khi ăn không cách chi, biết được mùi vị gì. Cho nên nói, phải vào sâu tạng kinh thì trí huệ sẽ như biển, phải sớm nghiền ngẫm, luôn luôn nghiền ngẫm thì mới đắc được trí huệ.